Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 60. Hống, hống. Mất đi Giao Long liều chết xung phong ra, Diệp Vô Song không tiếc bất cứ giá nào, hóa thành cuối cùng một tia lực lượng, dung nhập vào Giao Long bên trong. Đồng dạng là mất đi lực, đao cương và mất đi Giao Long nhưng lại cực lớn khác biệt. Hoặc là nói, mất đi đao cương, không bằng mất đi Giao Long. Dẫu sao Diệp Vô Song tu luyện tịch diệt chi đạo 500 năm, cho dù Diệp Thần thiên phú mạnh hơn nữa, cũng khó mà đền bù cái này giữa chênh lệch. Nhưng mà, ngay tại mất đi đao cương muốn cùng mất đi Giao Long va chạm lúc, đao cương nhưng ở Diệp Thần dưới sự khống chế, chiết chuyển hướng xem cuộc chiến rất nhiều hoàng gia tân khách lướt đi, lần này hoàng gia tới hơn 10 vị cường giả, coi là thật còn có thứ tư đời trưởng lão Hoàng Thiên, đế tôn cảnh nhân vật cái thế. Không, thằng nhóc, ngươi dám. Hoàng Thiên bùng nổ mạnh mẽ hơi thở, hai tay tạo ra một đạo màu máu bảo vệ che chở, đạo đạo màu máu ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Là huyết linh tộc mật pháp huyết linh vòng bảo vệ. Phịch, đao cương tan vỡ vòng bảo vệ, nhiều giống lực lượng đạp chết ra, lôi quang bổ liền ba vị hoàng gia đế tôn cảnh. Bay tiên lực chu diệt bốn vị hoàng gia cường giả. Cuối cùng là ẩn chứa mất đi lực đao cương, đánh trúng Hoàng Thiên, đem ngực hắn chém ra một đạo to lớn màu máu dấu vết. Phốc, thật là ác độc tiểu súc sinh. Hoàng Thiên bạo lui mấy chục mét, dõi mắt xa xa vừa thấy lúc, Diệp Vô Song mất đi Giao Long ở không người khống chế tình huống bị Diệp Thần né tránh, đem xem cuộc chiến những thứ khác ba cái hoàng gia đế tôn cảnh và Diệp gia chủ mạch 7-8 cái cường giả, đánh cho thành xương máu. Diệp Thần nhất kích dưới. Đánh chết 7 vị hoàng gia đế tôn cảnh. Mượn Diệp Vô Song liều mạng công kích, đánh chết 11 vị đế tôn cảnh. Trước sau, 18 vị đế tôn cảnh chết, đều là thể ủng hộ huyết linh tộc người Diệp gia và người hoàng gia. Diệp Thần ra tay cũng là xem người đến, không phải ai đều phải giết, cũng không phải giết lung tung. Muốn thu phục Diệp gia và hoàng gia không tệ, có thể cũng không phải hoàn toàn thu phục, chính giữa có chút phần tử tích cực là muốn giết. Những người này không giết, lưu lại cho dù cưỡng ép phong ấn linh hồn, cũng sẽ không chân tâm thật ý trợ giúp Côn Lôn hư, nếu là không phong ấn, đó chính là một cái mìn định giờ, không chừng ngày nào liền nổ. Bịch bịch, phịch. Đỉnh đầu truyền ra mấy đạo sấm sét tiếng. Tựa hồ là nào đó kiểu đồ gãy lìa như nhau, trước sau tổng cộng là 4 tiếng, ý nghĩa 4 vị đại đạo hình thức ban đầu đi ra 60% cường giả chết. Hơn nữa, đi là đặc thù đại đạo hình thức ban đầu người. Ví dụ như Diệp Vô Song tịch diệt chi đạo, những người khác là huyết ma chi đạo đợi một chút. Trời tương ứng, cảnh cáo mọi người xây đặc thù chi đạo người chết rồi, hàng loạt linh khí và đạo uẩn sẽ phản hồi thế gian, giống vậy đi cùng bọn họ giống nhau đi đạo này người, sẽ hơn nữa dễ dàng. Phốc, Hoàng Thiên không nhịn được trào máu, trước ngực đao cương hàm chứa mất đi lực, hết sức khó xử lý. Hắn không thể không được cách lập tức ngồi xuống vận chuyển khí huyết loại bỏ, nếu như thời gian dài không loại bỏ, sinh mạng lực cũng sẽ bị mất đi hết, thọ nguyên hao hết, đến lúc đó hắn không chết đều phải chết. Một bên chữa thương, một bên nhưng ở trong lòng tức giận mắng, đáng chết. Lần này trở về, nhất định phải thông báo lão tổ liên lạc huyết linh tộc những đại nhân. Để cho bọn họ mau sớm hạ xuống, nếu không chúng ta có thể không áp chế được. Thành tựu huyết linh tộc mật pháp đế tôn cảnh, khí huyết trên người lực đã sớm biến chất, tuy không bước vào đế tôn cảnh đỉnh cấp, nhưng chiến lực đến gần đế tôn cảnh cửu tầng thiên, như vậy đều bị Diệp Thần một đao chém thành trọng thương. Hơn nữa, vậy một đao chỉ ẩn chứa mất đi lực, những lực lượng khác đi chu diệt những người khác. Nếu là ẩn chứa vậy cuồng bạo thiên lôi, cái này xuống một đao, Hoàng Thiên cho dù không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại một hơi. Diệp Thần. Người tiểu súc sinh này vô cùng gan dạ, liền hoàng gia chư vị đồng đạo ngươi cũng dám giết. Người súc sinh này, thật là làm người ta tức lộn ruột. Diệp Phúc Đông sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi bị mất đi Giao Long ảnh hưởng đến, bị thương không nhẹ, giờ phút này nhưng là cầm lên gia chủ lệnh bài, đối với tất cả Diệp gia đệ tử và Diệp gia trưởng lão, tuyên bố ta lấy gia chủ lệnh, lấy tộc quy tuyên bố. Cho dù Diệp Thần thông qua ải thứ ba. Ta Diệp gia trên dưới vậy cần chu diệt cái này cùng ma đầu. Hắn xoay người, nhìn về phía Diệp Thần, nói, bây giờ, ngươi không chết vậy được chết, cho dù ngươi thông được qua ải thứ ba, ta Diệp gia từ trên xuống dưới mấy trăm vị trưởng lão,
hộ pháp đều đưa sẽ tru diệt ngươi. Ngươi tan biến Diệp Hoàng hai nhà kết minh. Ngươi tự tiện giết Hoàng gia đồng đạo, Diệp gia trưởng lão, tội không thể tha, lại là Côn Lôn hư đại ma đầu, giết người không nháy mắt ma quỷ. Ta liền ra chủ lệnh, xử tử hình ngươi, bỏ mặc ngươi phục không phục, ngày hôm nay ngươi nếu như chạy đi, bản gia chủ tự sát tả tội. Vô luận lúc nào Diệp Phúc Đông cũng sẽ đứng ở đạo đức chỗ cao, đi chỉ trích, xử phạt người khác. Dĩ nhiên, mới vừa rồi mất đi giao long bị Diệp thần né tránh, đánh trúng Diệp gia đế tôn cảnh, nhưng mà hắn Diệp Phúc Đông thuộc hạ đắc lực à, bảy vị đế tôn cảnh bởi vì Diệp thần duyên cớ chết đi, lần này, Diệp Phúc Đông thân tín đế tôn cảnh trưởng lão, đã chết hơn phân nửa. Gia chủ cái này một chi chủ mạch, có thể nói để cho Diệp thần đánh bị hỏng một nửa. Diệp Phúc Đông cầm gia chủ lệnh bài, uy nghiêm hiển hách thứ hô, chư quân nghe lệnh, thi triển thất dạ phân thần trận, tru diệt Diệp thần. Chờ một chút, lão phu cũng không ra tay, người gấp cái gì? Một cái thanh bào cụ già từ đàng xa đi tới. Vị này thanh bào cụ già quanh thân quanh quẩn một cổ nhàn nhạt diệt tuyệt hơi thở, tựa như chính là một người chết vậy. Hắn từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước cũng có thể bước ra mấy chục mét khoảng cách, theo hắn đi về trước chung quanh thực vật rối rít khô héo, cho dù là mặt đất cũng hóa thành đất khô cằn, thật giống như một cái tử thần, đến mức, tấc đất không sinh. Hắn chậm rãi đi tới trong đám người ương, ngưng mắt nhìn Diệp thần, khẽ mỉm cười, nói, ngươi chính là đời này Diệp gia tài năng xuất chúng. Không sai, không tệ. Không tới 30 tuổi, đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Dĩ nhiên, cái này tu vi không hề coi là quá xuất sắc. Nhưng là ngươi chiến lực, chỉ ít sánh bằng đế tôn cảnh thất tầng thiên, có thể, còn không phải là ngươi cực hạn. Nghe được cụ già lần này lời nói, Diệp Phúc Đông thần sắc băng lạnh, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn biết người này là ai? Diệp gia thứ hai chi mạch thứ tư đời trưởng lão, trước đời thứ ba trưởng lão đều đã tự nhiên chết già, hoặc là bỏ mình. Hắn có thể coi như là Diệp gia lão tổ một trong. Diệp gia lão tổ tổng cộng có 4 vị, theo thứ tự là chủ mạch, cũng chính là Diệp Phúc Đông cái này nhất mạch thứ đời hai trưởng lão, một cái sống 2000 hơn tuổi đế tôn cảnh cường giả. Vị trí thứ hai là Diệp gia thứ ba chi mạch, thứ nhất đời cường giả, sống đến gần 4000 năm. Vị trí thứ ba vậy sống 2200 năm bế quan cường giả. Vị thứ tư chính là ông cụ này, Diệp gia thứ hai mạch, thứ tư đời trưởng lão, sống 1900 năm, đế tôn cảnh, kim thân phách thể cấp 4, cắm ở một cảnh giới, đã qua ngàn năm, tên là Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch lĩnh ngộ được chính là lực tử vong chi đạo. Nguyên bản thọ nguyên giảm nhiều, bất ngờ công thành, lĩnh ngộ tử vong chi đạo, có thể hút lấy thực vật, đất đai, thậm chí còn tuổi thọ của con người, cung cấp mình, luận chiến lực có lẽ không bằng tịch diệt chi đạo, nhưng có thể tiêu giảm kẻ địch thọ nguyên, hắn tuyệt đối là Côn Lôn hư thứ nhất. Huống chi, hắn chiến lực cùng Hàn Vân vậy kém không đã đi đâu. Nhị tổ, Diệp thần người này chính là ma đầu. Im miệng, Diệp Vô Địch trực tiếp giày liền Diệp Phúc Đông, thần sắc lạnh như băng nói, còn dám lời nói một câu, lão phu bãi nhiệm gia chủ của ngươi vị. Diệp Vô Địch, lão phu chọn gia chủ, người muốn bãi nhiệm. Lại một cái chí cường giả chậm rãi đi ra, phảng phất là từ vực sâu bên trong đi ra ma quỷ vậy, xuất thân từ Diệp gia nơi bế quan. Hắn chính là chi thứ nhất mạch thứ đời hai trưởng lão, Diệp Kiếm Song, ngoài ra thiên hỏa chi đạo chí cường giả. Diệp Kiếm Song nhìn về phía Diệp Vô Địch, cười nhạt hai tiếng nói, nếu ngươi không chờ được, không muốn tiếp tục đánh xuống, những thứ khác hai ông già, vậy tất cả đi ra đi. Ta Diệp gia còn không phải là một cái có thể tùy ý để cho đệ tử khuấy loạn gia tộc. Đừng chỉ tang mạ hòe. Lão già kia, ngươi lấy là ngươi chiến lực rất cao mà. Một cái hơi mập trưởng lão từ chỗ sâu đi ra, rơi xuống Diệp thần bên người, cười nói, thằng nhóc, đừng lo lắng, ta từ thân thể ngươi trong cảm giác một tia mùi vị quen thuộc, chắc hẳn ngươi vậy coi là thuộc về ta cái này nhất mạch, mặc dù không biết dưới mắt chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Nhưng là ta Diệp Phong cũng sẽ không để cho ta cái này nhất mạch hậu bối không rõ ràng chết đi. Diệp thần nhìn trước mặt cái này hơi mập trưởng lão, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp gia tổ tiên lại có đứng ở hắn nơi này. Bất quá chán bây giờ, cái này trưởng lão tựa hồ thật và chết đi gia gia có mấy phần giống nhau. Ban đầu ở Hoa Hạ, Diệp thần thấy qua gia gia hư ảnh,
Gia Gia khi còn sống nhiều năm qua như vậy một mực đang bố trí, hơn nữa cục này quan hệ đến Côn Lôn Hư Diệp Gia. Chẳng lẽ cái cụ già này chính là Gia Gia bố cục mấu chốt? Hơi mập trưởng lão Diệp Phong ôm tay nhìn mọi người cười nhạt, tên chữ và vóc người vô cùng là không phối hợp, đột nhiên, hắn ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Kiếm xong nói, người lão già này thật là biết nói chuyện, người lấy là mấy chục năm trước ngươi để cho Diệp Phúc Đông đoạt chức gia chủ, lão phu cũng không có tư cách bãi nhiệm. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, năm đó, Diệp Phúc Đông dùng tộc quy khu trừ ngươi ra 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 và phụ mẫu, khi đó, lão phu không việc gì có thể nói. Dẫu sao là đã thành định cục, ta phải lấy Diệp gia đại cuộc làm trọng. Cộng thêm Diệp Kiếm Song và Diệp Cuồng hai cái lão già kia cấu kết, cũng là như vậy, lão phu cái này nhất mạch, từ chủ mạch rơi vào thứ tám chi mạch. Bất quá, vậy không quá lớn sự việc. Nhưng là nếu Diệp Thần ngày hôm nay trở về, dường như dựa theo tộc quy tới xem, Diệp Thần cũng hoặc là phụ thân hắn Diệp Thiên Chính mới là Diệp gia đương đại gia chủ chứ. Nói bậy nói bạ. Một cái khác cường giả thế hệ trước vậy đi ra, là Diệp gia thứ ba chi mạch thứ nhất đời trưởng lão, Diệp Cuồng. Đến nay mới ngưng. Diệp gia bốn vị lão tổ, Diệp Vô Địch, Diệp Kiếm Song, Diệp Phong, Diệp Cuồng, đều trước sau ra sân. Tựa hồ mỗi người đều có căm thù đối phương, có muốn giúp đỡ Diệp Thần, cũng có muốn tru diệt Diệp Thần. Tác chiến đến bây giờ. Diệp Phúc Đông vị này gia chủ. Muốn điều động Diệp ra toàn bộ đế tôn cảnh trưởng lão ra tay, tuyệt sát Diệp Thần, bốn vị này lão ra cũng không nhịn được. Nhất là Diệp Phúc Đông an bài ải thứ ba là Diệp Vô Địch, Diệp ra uy tín lâu năm đế tôn cảnh, lão tổ một trong. Mới vừa rồi, Diệp Phúc Đông không muốn Diệp Vô Địch ra tay, trực tiếp tru diệt Diệp Thần. Không nghĩ tới, cử động này nhưng đưa tới bốn cái lão ra. Diệp Phúc Đông tiểu tử này trước gia chủ như thế nào? Rốt cuộc ai nên là gia chủ, đợi hồi lại bàn về. Diệp Thần, Diệp Vô Địch ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi, Diệp Phúc Đông nói cho lão phu, người bên ngoài là ma đầu, đánh bại ta Diệp gia danh tiếng, lại là trắng trợn giết ta Diệp gia đệ tử, thậm chí muốn diệt trừ ta Diệp gia, đây chính là thật. Ngươi thành thật trả lời ta. Hắn nhìn một cái Diệp Phong, nói tiếp, nếu không đúng sự thật, bỏ mặc ai ngăn cản ở ngươi trước người, lão phu định diệt ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Thần ánh mắt lóe lên, biết mình lời kế tiếp giọng rất mấu chốt. Cái gọi là ma đầu, cũng bất quá là Diệp Phúc Đông bêu xấu. Ta giết chết người, mỗi một cái đều là muốn giết người ta. Một điểm này, không quá đáng. Không quá đáng, Diệp Vô Địch khẽ gật đầu, nhìn về phía xa xa tụ đến tất cả nhà đệ tử, liền hỏi, lão phu lâu dài bế quan không biết chuyện của ngoại giới, các ngươi cảm thấy, Diệp Thần mà nói. Nhưng có giả. Các ngươi hẳn rất rõ ràng nói láo là dạng gì giá phải trả, ta bây giờ chỉ cần một sự thật. Diệp Vô Địch thanh âm cực kỳ lạnh như băng, thậm chí mang một tia nhàn nhạt uy áp, tất cả mọi người tại chỗ không dám thở mạnh một cái. Có uy hiếp như vậy ở đây, bọn họ làm sao dám nói láo? Thật nếu nói, Diệp Thần làm mỗi một chuyện tựa hồ cũng không có sai à? Lão tổ, không có giả. Theo chúng ta hiểu, Diệp Thần không có tự tiện tập sát qua không liên quan người. Lão tổ, Diệp Thần vẫn luôn là bị đuổi giết, hắn giết đuổi giết người mình, hợp lý. Không thiếu Diệp gia đệ tử, thậm chí còn Mạc gia đệ tử, Vương gia đệ tử Vân. Vân, cũng đang nói chuyện, nói cũng phải thật tình. Diệp Thần đích xác không có tùy ý giết hại. Một vị Hàn gia đệ tử, Hàn gia chi mạch người, đế tôn cảnh nhất tầng thiên, chính là Diệp gia nữ tế. Đứng ra ôm quyền nói, Diệp Vô Địch lão tổ, ta là Hàn gia Hàn Võ, trước mắt nhà ta lão tổ, đã cùng Diệp Thần kết minh. Diệp Thần nếu như giết lung tung vô tội, nhà ta lão tổ chắc chắn không thể nào cùng Diệp Thần kết minh. Không sai, một cái khác Hàn gia đệ tử nói, Diệp Thần chính là Côn Lôn Hư tuyệt đại thiên kiêu, chưa bao giờ bôi nhọ Diệp gia danh tiếng, ngược lại là Diệp gia không nhận hắn, còn không bằng gia gia của hắn linh vị, nhập tổ tông từ đường. Ngược lại để cho người cảm thấy, Diệp gia tận lực chèn ép hắn. Nghe xong rất nhiều người gia tộc lời nói. Diệp Phúc Đông muốn nói, trực tiếp bị Diệp Vô Địch phong miệng, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Vô Địch lại hỏi, ngươi, có thể giết qua Diệp gia đệ tử? Lão Phu là chỉ vô tội Diệp gia đệ tử, những cái kia đối phó ngươi, không tính là ở bên trong.
Chưa từng, Diệp Thần khí lực đầy đủ, mình đích xác không có làm chết qua vô tội Diệp gia con em, cho dù mới vừa rồi đánh chết những cái kia thấp cảnh giới Diệp gia đệ tử, đều là bị Diệp Phúc Đông gây xích mích tới phỏng đoán làm nhục mình, để cho tự mình ra tay, xúc phạm tộc quy. Như vậy thôi, cũng không phải là tru diệt vô tội. Ngươi nói láo, mới vừa rồi ngươi tru diệt Diệp gia đệ tử, không tính là à. Diệp Kiếm Song thần sắc lạnh như băng, nói, ngươi mới vừa rồi tru diệt gây xích mích ngươi Diệp gia đệ tử, bọn họ không tính là vô tội. Bọn họ vừa không có đối với ngươi động thủ. Huống chi, dựa theo tộc quy, tự tiện giết đồng tộc đệ tử, là tội chết. Cho dù năm đó Diệp Phúc Đông còn không lấy ngươi phụ mẫu và ra ra ngươi mệnh, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Còn như ngươi cái này nhãi con, năm đó cũng là được tộc quy che chở, nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Lão già kia, cút, Diệp Thần một quyền đánh ra, miễn cưỡng là đem Diệp Kiếm Song cho đánh lùi mấy chục bước, mắt nhìn Diệp Phong và Diệp Vô Địch, nói, những cái kia xúi dục ta ra tay, chính là muốn nhằm vào ta, giết đáng đời. Giết thì giết. Đây cũng là Diệp Thần thái độ. Người bất kỳ cũng không sửa đổi được thái độ. Dĩ nhiên Diệp Thần cũng biết trước mặt đối với mình chuyển cơ, vị này Diệp Vô Địch lão tổ, cũng coi là thông tình lý hạng người, nếu không cũng sẽ không hỏi nhiều như vậy. Hiển nhiên là muốn phân biệt mình và Diệp Phúc Đông, ai tốt ai xấu xa. Ngươi nhưng có muốn diệt trừ Diệp gia tâm? Diệp Vô Địch cuối cùng hỏi một cái vấn đề, ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Thiên Chính vợ chồng. Nói chính xác là Diệp Thiên Chính vợ chồng bên cạnh hai yêu thân lên, hai vị trí cường yêu tôn, đáng đưa tới hắn chú ý. Diệp Thần bước ra một bước, Diệp tiền bối, mặc dù ta coi là Diệp gia người, bất quá Diệp gia người cũng chưa từng đem ta xem làm là Diệp gia người. Diệp Thần lời nói bình thản, nhưng cho người một cổ vô cùng ưu việt cảm giác, giống như một vị vương giả đang tự thuật sự việc vậy. Hắn nói, ngươi có thể biết, ta là thân phận gì? Diệp gia thứ 10 đại đệ tử, chủ cũ mạch đệ tử, dựa theo truyền thừa tới xem, người coi là hôm nay Diệp gia gia chủ. Diệp Vô Địch dừng lại chốc lát, lại nói, năm đó người cái này nhất mạch người chủ sự xúc phạm tộc quy, cũng chính là gia gia ngươi, đưa đến bị cách chức là thứ 8 chi mạch. Ta há chỉ đây là những thứ này thân phận, Diệp Thần bình thản nói, ta chính là Quang Minh Điện Điện chủ, Bách Tông Liên Minh môn chủ. Hắn tiện tay một kêu. Đem phụ mẫu bên người Bách Chiến, Thanh Kiếm cũng kêu tới bên người. Bách Chiến trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, điện chủ, cần gì phải như vậy dài dòng, chỉ cần điện chủ hạ lệnh, ti chức ổn thỏa trở lại Quang Minh Điện Đường, thống soái 500 vị trưởng lão, dù sao cũng yêu tộc tới, đạp bằng cái này Diệp gia chi địa. Càn rỡ, Diệp Vô Địch hơi thở bộc phát ra, nếu như rồng rắn, cần phải tập sát Bách Chiến trưởng lão. Hắn hơi thở khủng bố đến trình độ cao nhất. Nếu không phải không cách nào lên cấp nhập thần cảnh, sợ rằng hắn đã bước vào nhập thần cảnh trong hậu kỳ. Dám can đảm. Dừng tay, Thanh Kiếm trưởng lão hơi thở vậy bộc phát ra, một đầu thanh long nếu như yêu thần vậy, long chảo vung lên phá đánh tới rồng rắn, nhìn về phía Diệp Vô Địch, nói, nhà ta điện chủ, chính là mấy chục triệu yêu tộc đứng đầu, nếu thật muốn tiêu diệt ngươi Diệp gia, cần gì phải một người độc thân. Huống chi, tại yêu tộc dù sao cũng chi nhiều người, cũng chỉ là điện chủ dưới quyền một lớn thực lực thôi. Không ngại nói cho người đám lão quái vật, nhà ta điện chủ dưới quyền Quang Minh Điện đã thu nạp đã từng Côn Luân Tông, Đạo Tông, Huyết Đao Minh, Huyết Dạ Môn, Thanh Thiên Môn cùng 12 đại môn phái, đế tôn cảnh cường giả vô số. Còn có 200 hơn tiểu tông phái kết minh mà thành Bách Tông Liên Minh. Mấy trăm vị đế tôn cảnh, muốn tiêu diệt ngươi Diệp gia. Bất quá một câu nói thôi. Ngươi thật lấy là, nhà ta điện chủ tới nơi này, thật là tự tìm đường chết. Không sai. Diệp Thần muốn tiêu diệt Diệp gia, một câu nói mà thôi. Bỏ mặc niệm mình người trong tộc, huống chi Diệp gia trước gia chủ, cũng là mình, lúc này mới dẫn Bách Chiến và Thanh Kiếm tới. Nếu không, đã dẫn dù sao cũng yêu tộc đại quân và Quang Minh Điện đại quân đánh tới. Thanh Kiếm yêu hoàng lần này lời nói một nơi, nhưng là kinh được mọi người hoảng sợ. Tất cả mọi người mới phát hiện một mực coi nhẹ hai vị người làm, lại là yêu tộc người. Mấu chốt từ hơi thở tới xem, tuyệt đối không phải giống vậy yêu tộc. Côn Lôn Hư lúc nào có loại này yêu thú cường giả. Mấu chốt như vậy yêu thú cường đại lại cam nguyện làm Diệp Thần người làm.
Cái này Diệp Thần sau lưng muốn là dạng gì thực lực mới được à? Không thiếu Diệp gia đệ tử nghị luận, bao gồm Hàn gia đệ tử cũng đang nghị luận, tốt giống bây giờ, mọi người mới là chân chân tránh tránh thấy rõ ràng Diệp Thần địa vị và thực lực. Diệp Thần, không phải độc hành khách à? Phía sau không hề thiếu đế tôn cảnh cường giả à? Mặc dù bây giờ không ở bên người, vậy Diệp Thần không nghi ngờ chút nào là Côn Lôn Hư bá chủ. Dõi mắt Côn Lôn Hư, trừ đi hoàng gia chính diện chống cự Diệp Thần ra, dường như không có cái gia tộc đó, chính thức hướng Diệp Thần tuyên chiến, bao gồm Diệp gia các gia tộc, cũng chỉ là trợ giúp hoàng gia đối kháng Diệp Thần thôi. Diệp Vô Địch ngắm nhìn bốn phía, nghe rất nhiều thanh âm, thần sắc vậy dần dần thay đổi. Tiểu tử trước mắt này, là Diệp gia người, coi là thật đã phát triển đến loại trình độ này. Côn Lôn Hư bá chủ, ba đại đứng đầu thế lực đầu não, đã đến loại trình độ này. Như thế nào cùng Diệp Phúc Đông nói được không giống nhau à? Thằng nhóc giỏi, làm không tệ, Diệp Phong chính là vỗ Diệp Thần bả vai, ha ha cười to, dẫu sao là mình đời sau, trước mắt thanh thế và mọi người vẻ mặt, cũng biết chút, liền nói, năm đó ra ra ngươi sự việc, ngại vì tộc quy, không có biện pháp. Nhưng là ngày hôm nay, nếu là chúng ta mình rổ tổ đại điển. Lão phu tự mình mang ngươi nhập từ đường trong, đem ra ra ngươi linh vị, mang lên đi. Được, Diệp Thần và Diệp Thiên Chính vợ chồng, liên quan bách chiến, thanh kiếm hai yêu, cùng theo Diệp Phong một khối, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, bước vào tổ tông từ đường bên trong. Diệp Thần lấy ra linh vị, cung kính đem ra ra linh vị, bày đến Diệp gia cao nhất chỗ. Vô luận ra ra có mà không ăn thua gì tích, hắn Diệp Thần định đoạt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ra ra linh vị, tất nhiên muốn ở chỗ cao nhất, cho dù lúc ban đầu khai sáng Diệp gia vị kia lão tổ linh vị, cũng không thể so ra ra ta cao. Diệp Thần. Bài vị. Một số người muốn nói muốn chỉ, cuối cùng lắc đầu một cái. Diệp Thần cường thế, là có thực lực, có tư cách coi rẻ Diệp gia rất nhiều tổ tông, cho dù mình các người không tức giận. Không tức giận tổ tông của mình linh uy ở Diệp Thần ra ra linh uy chi hạ, vừa có thể như thế nào? Không thoải mái. Không khoái mau. Chịu đựng. Không muốn nhẫn, chết. Diệp Thần cùng Diệp Thiên Chính vợ chồng, tế bái xong mình phụ mẫu, đi ra tổ tông từ đường, liền thấy được mấy ngàn vị Diệp gia trưởng lão, đã đứng sừng sững ở bên ngoài, chính giữa đế tôn cảnh rất nhiều, đạo nguyên cảnh càng có mấy trăm vị, hắn dư trưởng lão một lần cũng là hư vương cảnh. Hiện nay, Diệp gia cửu mạch, phân làm hai cái trận doanh. Diệp Phong dẫn trong đó 5-6-7-8-4 mạch giúp đỡ Diệp Thần, Diệp Vô Địch thống soái thứ hai chi mạch, Diệp Cuồng và Diệp Kiếm song dẫn chủ mạch, thứ nhất, thứ ba mạch, thứ tư mạch cam thủ Diệp Thần, muốn phải trừ hết Diệp Thần. Lớn như vậy Diệp gia. Từ Diệp Thần đến sau đó, vậy một phân làm ba. Phàm là gia tộc lớn, đều không phải là một cái có thể định đoạt. Giúp đỡ Diệp Thần không hề thiếu, căm thù Diệp Thần cũng không thiếu, bao gồm năm đó Diệp Thiên Chính bị tập kích, lại bị Diệp Phúc Đông dùng tộc quy chèn ép, tất cả đều là Diệp Kiếm song cái này nhất mạch các trưởng lão khác ở phía sau ủng hộ, bao gồm chết đi Diệp Nam Thiên, Diệp Vô Song. Diệp Phong thành tựu Diệp Thần lão tổ tông, cũng là cường thế vô cùng, một kiếm đánh bay một cái đế tôn cảnh thất tầng thiên trưởng lão, nói, ngươi cùng còn không thấy rõ khuynh hướng à. Ta hậu bối Diệp Thần đã dẫn lớn như vậy Côn Lôn Hư tuyệt đại đa số thế lực, chuẩn bị phản kháng huyết linh tộc. Ngươi cùng còn muốn đổ được nghịch thi. Ngươi cùng còn muốn không vâng lời loài người. Chẳng lẽ, các ngươi thật muốn Côn Lôn Hư hóa là một mảnh phế tích? Mụ. Ban đầu Diệp gia đầu dựa vào huyết linh tộc, chủ yếu bởi vì hắn một lòng tu luyện, không thích quyền lợi, ở gia tộc nghị viện lên bỏ phiếu, vậy thua tại Diệp Kiếm xong bọn họ. Lúc này mới không có biện pháp, để cho Diệp gia hoàn toàn đầu phục huyết linh tộc. Hắn biết rõ Diệp gia đã đi rồi một cái không đường về, dứt khoát liền bế quan tu luyện, không nhúng tay nữa Diệp gia chuyện. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần xuất hiện, để cho Diệp Phong thấy được một chút hy vọng. Bây giờ, thật vất vả đi ra một cái đời sau. Một cái có thể dẫn mọi người đối kháng huyết linh tộc đời sau. Các ngươi còn muốn động thủ. Thật làm hắn là người chết. Nói liều. Huyết linh tộc mạnh mẽ, các ngươi cũng biết.
cùng Diệp Thần tiểu xúc sinh này là bạn bè, đối kháng huyết linh tộc chính là một con đường chết. Diệp Kiếm xong vậy một kiếm chọn bay thứ 8 chi mạch một ít đế tôn cảnh, mắt nhìn Diệp Thần, nói, chỉ cần lão phu ở đây, Diệp gia, còn không phải là ngươi. Không sai. Lão phu ở đây, Diệp gia không tới phiên ngươi lên tiếng. Diệp Cuồng vậy biểu thị thái độ, một đao đánh bay mấy chục đế tôn cảnh, đều là Diệp Phong bên kia trưởng lão. Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên, nói, huyết linh tộc mạnh mẽ, ta Diệp gia và ngươi Hoàng gia đều biết, mau điều động Hoàng gia đế tôn tới đây, chu diệt này cùng mưu nghịch hạng người, ta không muốn nhìn Diệp gia tiêu diệt ở Diệp Thần tiểu xúc sinh này trong tay. Diệp Thần, tiểu xúc sinh này biết cái gì? Huyết linh tộc há là hèn mọn con kiến hôi có thể đối kháng. Đơn giản là si người nằm mơ, ý nghĩ hảo huyền, thừa dịp bây giờ chu diệt Diệp Thần và Diệp Phong hai người, ta Diệp gia có lẽ còn có thể tránh khỏi bị diệt tai họa. Diệp Phong, ngươi không cần mạnh chống. Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy tới, thương thế khôi phục một ít, còn có Diệp vô địch, ngươi cũng không cần đung đưa không chừng, huyết linh tộc những đại nhân mạnh mẽ, không phải như vậy có thể đối kháng. Hắn mắt nhìn xuống qua rất nhiều Diệp gia đệ tử và Hàn gia, Mạc gia đệ tử, hừ lạnh nói, các ngươi lấy là, Diệp Thần có thể ngăn cản huyết linh tộc. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Chính là năm đó thất dạ thần quân, phá diệt thần quân, bất bại thần vương, bất diệt chi chủ Vân. Vân cũng đều bị huyết linh tộc bắt. Năm đó nhiều cường giả như vậy đều thua, các ngươi lấy là các ngươi có thể ngăn trở à? Buồn cười. Phịch. Một đạo dấu quyền đánh tới, tại chỗ làm vỡ nát Hoàng Thiên. Một quyền này tự nhiên đến từ Diệp Thần. Một vị đế tôn cảnh hậu kỳ cường giả, liền bị Diệp Thần tại chỗ chấn động giết. Không xứng với phối, không phải ngươi mà nói. Cái gọi là buồn cười, chỉ là các ngươi những thứ này tên yếu, thấy lợi quên nghĩa phế vật, mới sẽ cảm thấy buồn cười. Ta Diệp Thần dẫn Côn Lôn Hư tuyệt đại đa số tông phái, đã quyết định đối kháng huyết linh tộc, là Côn Lôn Hư tương lai mà chiến, là đời sau mà nói, tại sao là các ngươi có thể ngăn cản. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp, lão tổ, ta lại nhận ngươi là lão tổ. Bởi vì, ngươi hôm nay là giúp đỡ ta. Vậy giúp đỡ Côn Lôn Hư mọi người, muốn phản kháng, cho nên ta nhận ngươi. Như làm có một ngày, ngươi dám can đảm phản bội Côn Lôn Hư, đừng trách ta thí tổ. Ha ha ha, không sợ, Diệp Phong cầm trong tay trường kiếm, bụng trước thịt béo run lên, cười nói, thật có ngày hôm đó, không cần ngươi tới giết, lão phu tự vận tạ tội, ta Côn Lôn Hư, làm sao có thể thần phục huyết linh tộc. Hắn mắt nhìn Diệp Thần đến, nhìn về phía Diệp Thiên Chính. Thở dài một tiếng nói, năm đó, có lỗi với người phụ thân. Lão tổ không cần như vậy. Năm đó bị Diệp Phúc Đông tính toán, cũng là thực lực chúng ta không tốt. Diệp Thiên Chính nhìn về phía Diệp Phúc Đông, nói, ngày hôm nay, chúng ta sẽ giết Diệp Phúc Đông, Diệp Phúc Đông chết cũng là thực lực không đủ. Được, nếu có ý đánh một trận, Diệp gia chia ra thì như thế nào? Cho dù chết, cũng cho lão phu đứng chết, không cho phép quỷ sinh. Diệp Phong nhìn về phía sau lưng tất cả trưởng lão, hỏi có phải hay không? Mời lão tổ lên tiếng. Mời lão tổ hạ lệnh, chúng ta nguyện bị chết. Một đám giúp đỡ Diệp Phong, giúp đỡ Diệp Thần trưởng lão, rối rít phụ họa. Diệp Phong nhìn về phía Diệp Thần, lời nói, bên người ta cái này nhất mạch, tùy thời có thể đánh một trận. Không gấp, Diệp Thần cũng không phải là một thân một mình tới. Hắn nhìn về phía Diệp vô địch vậy nhất mạch, trung lập người, đế tôn cảnh 7 người, đạo nguyên cảnh 70 hơn vị, lại dưới cũng có hơn 300 người. So sánh với Diệp Cuồng và Diệp Kiếm song ba mạch, chênh lệch rất lớn. Nhưng là, điều này có thể mạnh được hơn Quang Minh Điện Đường và Bách Tông Liên Minh à. Còn như đứng xem Diệp gia đệ tử và tất cả gia tộc lớn ở người, cho dù mấy chục ngàn người. Cũng không cần để ý, chỉ là khách xem thôi. Huống chi còn có không ít là người mình. Diệp Cuồng, Diệp Kiếm xong, các người thật cảm thấy, ta liền mang theo những người này tới đây. Người biết, tại sao Hoàng gia nhóm lớn đế tôn cảnh, đã ở Khôn Cốc khai chiến à? Diệp Thần mặt nở nụ cười, người ta đã công phá Hoàng gia Khôn Cổ trận, bắt làm tù binh trăm vị đế tôn cảnh đi. Người bây giờ cầu viện Hoàng gia là, cũng không dùng. Hắn nhìn về phía Bách Chiến trưởng lão. Mặt lộ nụ cười,
nói, hoàng gia lực lượng chủ yếu bây giờ hẳn đều bị ta thủ hạ dắt kéo lấy, chắc là không có nhiều ít dư thừa lực lượng. Còn như các ngươi, nguyên bản ta dự định đánh thủng Diệp gia, lại để cho bọn họ đi ra. Bất quá bây giờ, ta đánh chết Diệp Nam Thiên và Diệp Vô Song, nguyên vốn dự định đánh chết thủ ải thứ ba người, bất quá các ngươi những ông già này, nếu trước thời hạn đi ra, vậy thì không cần lại đánh xuyên Diệp vô địch. Lời này một nơi, mấy chục ngàn người xôn xao, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, coi là thật mang theo nhóm lớn cường giả tới. Diệp gia nơi này chính là hội tụ nhiều như vậy đế tôn cảnh à, muốn bao vây Diệp Cuồng bọn họ 80 hơn vị đế tôn cảnh, nói ít vậy được tới cái 200-300 vị đế tôn cảnh à. Diệp Thần, coi là thật có thể rút ra cho ra cái này lực lượng. Diệp Thần, đừng cố làm thanh thế khổng lồ. Ngươi nói, không thể nào. Diệp Cuồng trực tiếp chối. Không sai, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tiêu diệt chúng ta à? Huống chi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đầu dựa vào các ngươi à? Diệp Kiếm song ánh mắt rơi vào Bách Chiến và thanh kiếm trên mình, cười lạnh nói, bên người ngươi bất quá mang theo một cái đế tôn cảnh bát tầng thiên yêu thú, một đầu đế tôn cảnh cửu tầng thiên thanh long thôi. Hai thứ này. Lão Phu liền có thể đối phó. Ngươi thật như thế cảm thấy à? Thanh kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hóa ra bản thể, một cái 3.000 trượng thanh long để ngang bầu trời trên, vảy rồng lóe lên thanh quang, thật giống như thiên địa sơ khai long thần vậy, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, ta ngăn lại các ngươi hai cái, đủ để. Nó thời khắc này hơi thở, vượt qua Diệp Kiếm Song và Diệp Cuồng không thiếu. Chỉ là đại đạo hình thức ban đầu, không bằng đối phương. Linh hồn lực, cũng không bằng đối phương thôi. Mấu chốt là, nó là Diệp Thần phân thân, hắn không sợ chết. Cho dù bị đánh bạo vậy không có vấn đề. Hai đầu yêu vương, ngươi lấy là ta chỉ mang theo những thứ này. Thôi, không đáng các ngươi thảo luận lại. Diệp Thần nhìn về phía thương khung, thần giác buộc vòng quanh lau một cái sáng trong nụ cười, quát lên, Thiên Văn trưởng lão, Phượng Hoàng trưởng lão, Phong Vân trưởng lão cùng. Các ngươi tất cả đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo sơn hô hải khiếu vậy thú minh tiếng, vang khắp thiên địa. Một đầu rồng lửa nhảy không tới, đi theo phía sau trên trăm vị đế tôn cảnh yêu thú, tất cả hóa thành bản thể, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, trực tiếp đem thương khung che đậy. Mấy người rơi trên mặt đất, ôm quyền nói, Thiên Văn bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Phong Long bái kiến điện chủ. Huyết Kỳ Lân bái kiến điện chủ. Chúng ta bái kiến điện chủ. Nhưng có điện chủ lệnh, chúng ta nhất định đem hết toàn lực bắt lại Diệp gia đế tôn cảnh cường giả. Trên trăm đầu đế tôn cảnh yêu thú cùng kêu lên kêu. Những thứ này mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu thú, yêu thực, dùng tiếng người đáp lại, thanh thế thật lớn. Bảy vị trưởng lão, dẫn 100 vị đế tôn cảnh trưởng lão, mỗi một vị đều là đế tôn cảnh tứ tầng thiên trở lên yêu tộc. Chính giữa không thiếu còn có đế tôn cảnh thất tầng thiên, bát tầng thiên cường giả, coi như là Diệp Thần mang ra ngoài đế tôn cảnh yêu tộc ở giữa tinh nhuệ. Như vậy lực lượng, dù là tiêu diệt Côn Luân Tông, Đạo Tông cũng không nói ở đây. Diệp Kiếm Song sắc mặt biến hóa cực nhanh, chặt chẽ nhìn về phía Diệp Thần, không nghĩ tới, tiểu tạp chủng này, coi là thật có thể khai ra như thế nhiều thủ hạ. Mấu chốt là, đều là yêu tộc à. Yêu tộc tác chiến không sợ chết. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Căn bản không đồng ý với loài người đế tôn cảnh, hiểu được tránh công kích, yêu tộc một khi ra tay chính là hoàn toàn liều chết gà. Ngươi, lại có thể, như thế nhiều yêu thú. Diệp Cuồng sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất, giờ phút này những thứ yêu thú này cũng đang đứng ở nơi này phương cường giả bên người. Một khi động thủ, nói ít có 20 vị đế tôn cảnh, sẽ bị trực tiếp tru diệt. Bọn họ có thể đánh chết đế tôn cảnh yêu tộc, bất quá vượt qua ba đầu. Yêu tộc thân xác, phổ biến mạnh hơn tại loài người. Thật là mạnh. Như thế nhiều yêu thú, muốn tiêu diệt vậy một phái đều là dễ như trở bàn tay à. Khó trách Diệp Thần, có sức phản kháng huyết linh tộc, nhiều như vậy yêu tộc thủ hạ, chính là lớn nhất vốn à. Không thiếu Hàn gia, Diệp gia đệ tử bàn luận sôi nổi. Bọn họ còn lấy là... Diệp Thần ngày hôm nay có một tràng huyết chiến. Không nghĩ tới, Diệp Thần thủ hạ chạy tới, còn không phải là Quang Minh Điện loài người, càng không phải là Bách Tông Liên Minh,
mà là đám này không thấy được giới hạn mạnh mẽ yêu tộc. Đám này yêu tộc dù là đối với hoàng gia, cũng có thể đánh chết rất nhiều đế tôn cảnh cường giả. Thằng nhóc giỏi. Quả nhiên không sai. Diệp Phong vỗ Diệp Thần bả vai, khen ngợi không dứt. Hắn mừng rỡ như điên nhìn những thứ này yêu tộc, chắt lưỡi không thôi, ta Diệp Phong đời sau, vậy ra tài năng xuất chúng người tài à? Được, tốt. Cuộc chiến hôm nay, người cùng là tất định. Diệp Thần, hạ lệnh động thủ đi, lão tử xem những người này khó chịu rất lâu rồi. Không cần quá gấp, Diệp Thần đi ra, buông tay một cái nói, Diệp Cuồng, Diệp Kiếm xong bây giờ như thế nào? Ai diệt ai? Người có gì tư cách, cùng ta là địch. Ta là luyện thể chi địa lớn nhất phương. Ta có yêu thú mạnh nhất, Long Phượng hai hoàng hai tộc, tất cả nghe ta lệnh. Côn Lôn Hư 12 đại phái, 200 hơn tiểu phái tất cả lấy ta làm chủ, người cùng lại là thứ gì? Dù là hôm nay cùng hoàng gia quyết chiến, ta cũng có thể thắng. Diệp Kiếm xong. Thiết lập trạm kiểm soát sự việc, chắc hẳn người chủ đạo đi. Diệp Thần nhìn về phía những thứ khác Diệp gia đế tôn cảnh, cười nói, bất quá, ta không dự định chuẩn bị cái ải gì thẻ cho các ngươi. Dứt khoát, động thủ. Thiên văn người cùng bắt ba mạch người, nếu như gặp phải thể phản kháng người, trực tiếp đánh chết. Người đầu hàng, có thể vòng qua một mạng. Diệp tiên tổ, còn làm phiền ngươi nhìn chăm chú chặt Diệp vô địch và Diệp cuồng. Còn như Diệp vô song, giao cho ta. Đi đôi với Diệp thần mệnh lệnh xuống, đế tôn cảnh yêu tộc đột nhiên công kích. Nháy mắt tức thì, hơn 30 vị Diệp gia đế tôn bị thương nặng, bọn họ chỉ là đế tôn cảnh tầng 1 tầng 2 thiên mà thôi. Như thế nào ngăn cản đế tôn cảnh 5-6 tầng thiên yêu tộc mãnh công, bị đánh bại sau ngay tức thì liền bị ném đến hậu phương. Bịch bịch, rắc rắc, trong chốc lát, hai bên bạo phát. Diệp Cuồng và Diệp Kiếm xong cái này ba mạch rất nhiều đế tôn cảnh, nháy mắt bị bắt rồi hơn 10 vị, những thứ khác hơi mạnh một chút Diệp ra đế tôn cảnh, mỗi một cái cũng đối mặt 5-3 cái cùng cảnh giới yêu tộc tấn công, mỗi người chia nhỏ chạy đi, kéo tới khác chiến trường. Hô! Một đạo lửa cháy mạnh kiếm khí giết ra, xuyên thủng Diệp Kiếm song ngực. Hắn kinh ngạc quay đầu, Diệp vô địch, ngươi làm gì? Không phải hắn. Diệp vô địch rút ra trường kiếm, đi đôi với máu tươi hoành bay, lão phu lựa chọn Diệp thần. Hắn một cước đem Diệp Kiếm song đánh bay đến Diệp thần bên kia. Tới thật tốt, lão tử tự mình đánh chết ngươi. Diệp thần cầm trong tay Chu Diệt đao đột nhiên chém gãy Diệp Kiếm song cánh tay. Đếm quyền mãnh đập xuống, trực tiếp đem trọng thương Diệp Kiếm song đánh được thoi thóp. Diệp Kiếm song cố nhiên thời gian tu luyện vượt xa Diệp thần, nhưng là mới vừa rồi bị Diệp vô địch nhất kích trọng thương, làm sao và thuộc về cuồng bạo danh giới Diệp thần đối kháng. Ngay sau đó, Diệp thần một cước giẫm ở Diệp Kiếm song trên mặt, lão già kia, năm đó chính là ngươi chỉ thị Diệp Phúc Đông hại ra ra ta và phụ mẫu, ngày hôm nay ta cũng để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Diệp thần ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bắn vào một cây ngân châm trên, ngân châm tựa như hóa là cột băng, lực lượng thần bí kích thích. Nháy mắt tức thì, một cổ hàn băng lực lượng bắn vào Diệp Kiếm song trong cơ thể. Lạnh vô cùng lực đông được Diệp Kiếm song huyết dịch đọng lại, nhanh chóng lại tiêu lui xuống đi, không tới 10 giây, khí lạnh lại lần nữa lên cao. Đông cái mấy giây, lại thối lui, sau đó sẽ tới. Ngắn ngủi một phút thời gian, Diệp Kiếm song đã bị hành hạ cả người run rẩy, đầu lay động mãnh liệt, hô, giết ta à? Diệp thần, người xúc sinh này, có bản lãnh giết ta à? Bót! Diệp thần một cái tát phùng ở hắn trên mặt, giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Hắn vẫy tay một chảo, đem Diệp Phúc Đông vậy bắt tới đây, theo luật bào chế, đem hai người dẫm ở dưới chân, năm đó, các ngươi ngông cuồng. Dám khi dễ ra ra ta, ta phụ mẫu, ngày hôm nay. Bổn điện chủ thì phải khi dễ các ngươi. Diệp Phúc Đông mặc dù là chức gia chủ, nhưng là bàn về thực lực làm sao có thể Diệp thần đối thủ. Một khắc sau, Diệp thần tháo hai người cầm, lấy khí máu ngưng tụ trường đao, xuyên thủng hai người xương tỉ bà, lại đem hai người kinh mạch toàn thân chấn vỡ, phòng ngừa hai người tự sát. Năm đó, làm hết thảy. Ngày hôm nay, đều phải đổi trở về. Ta Diệp thần phụ mẫu, ra ra. Không phải các ngươi chọc nổi. Dám trêu. Vậy chết đối với các ngươi mà nói, đều là hy vọng xa vời. Chính là như vậy,
vĩnh vĩnh xa xa chịu đựng đi xuống đi. À, à, Diệp Thần, người xúc sinh này, giết ta à? Diệp Thần, ta thỉnh cầu ngươi, giết ta, giết ta. Diệp Phúc Đông và Diệp Kiếm Song lăn lộn trên mặt đất, toàn thân co quắp, một lát lạnh vô cùng, một lát vô cùng nóng, băng lửa hai tầng trời. Diệp Kiếm Song vị này đế tôn cảnh cường giả. Vốn là, chưa đến nỗi sẽ thảm như vậy. Không nghĩ tới bị Diệp Vô Địch đánh lén, một kiếm xuyên thủng tim và đan điền, mất đi khí huyết lực điều động nguồn, lại bị một cước đánh rách kim cốt, đã sớm bị thương nặng. Lại bị ma khí và huyết khí ra chỉ Diệp Thần mãnh đánh, nếu không phải tận lực cất giữ Diệp Kiếm Song thân xác. Thời khắc này Diệp Kiếm Song sợ rằng chỉ còn lại một bộ khô lâu. Cho dù là Diệp gia lão tổ, đắc tội Diệp Thần, cũng là như vậy kết quả. Cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Còn như Diệp Phúc Đông, đế tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, mặc hắn như thế nào phản kháng, đều không phải là Diệp Thần một chiêu chi hợp. Thống khổ bên trong, Diệp Phúc Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói, Diệp Thần, ngươi không thể giết ta. Chỉ có ta biết ngươi vậy hai cái nhỏ tình nhân tung tích. Nếu không ngươi cả đời cũng đừng nghĩ tìm được. Đây là Diệp Phúc Đông cuối cùng một cây rơm rạ. Quả nhiên, nghe tới Diệp Phúc Đông thanh âm, Diệp Thần dừng lại. Trong mắt hắn bị sát ý và lạnh như băng bao trùm. Quả nhiên, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết biến mất và Diệp Phúc Đông có liên quan. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh ở nơi nào? Diệp Thần một bước bước ra, đi tới bị thương Diệp Phúc Đông trước người. Hắn thanh âm cực kỳ lạnh như băng, thậm chí không có một tia nhiệt độ có thể nói. Diệp Phúc Đông cố nhiên là Côn Lôn Hư gia chủ của Diệp gia, nhưng là giờ khắc này ở Diệp Thần trước mặt và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Diệp Thần vậy cuồng bạo uy áp giống như lũ lụt phun trào, thậm chí để cho Diệp Phúc Đông sắc mặt tái nhợt, rung động trong lòng liền liền. Ai có thể nghĩ tới cái đó Diệp gia không coi trọng tiểu xúc sinh, lại sẽ trở thành vừa được tình cảnh này. Ngươi như không nói chuyện nữa, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì thì sống không bằng chết. Diệp Thần tiếp tục nói, giờ phút này trong mắt hắn đều là lửa giận và sát ý. Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết là hắn nghịch lân, không cho phép người bất kỳ đụng chạm. Dù là thiên đạo muốn tổn thương các nàng, Diệp Thần vậy sẽ bước lên thiên cung, đem thiên cung đánh tan tành. Tự mình cần người. Ngay tại lúc này Diệp Phúc Đông đột nhiên cười lên, không chút kiêng kỵ. Diệp Thần, ta biết ta Diệp Phúc Đông làm rất nhiều thật xin lỗi chuyện ngươi. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là huyết linh tộc đại nhân chỉ thị, ta chẳng qua là con rối mà thôi. Ngươi nếu như nể tình chúng ta có máu mủ tình, liền thả ta một mạng chó. Nếu ngươi biết chuyện năm đó, vậy ngươi chắc rõ ràng, đã từng thượng cổ Côn Lôn Hư Diệp ra trời xuống vẫn thạch chuyện đi. Nghe được câu này, Diệp Thần gật đầu một cái, năm đó ra ra lưu lại hư ảnh đúng là đã nói chuyện này. Hơn nữa luân hồi mộ địa vậy là tới từ cái này trời xuống vẫn thạch, nếu như không phải là Gia Gia mang đi thần bí kia đá, để lại cho mình, hắn cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Có lời nói mau, chuyện này và Hạ Nhược Tuyết các nàng có quan hệ thế nào? Diệp Phúc Đông chật vật đứng lên, năm đó trời xuống vẫn thạch thay đổi Diệp gia hết thảy, để cho Diệp gia từ một cái gia tộc nhỏ nhảy một cái trở thành thượng cổ gia tộc cao cấp. Vẫn thạch có vô số khí tức thần bí, có thể gọi là căn nguyên khí, năm đó huyết linh tộc cường giả chỉ vì chuyện này tự mình đã tới Diệp gia. Chỉ tiếc vậy vẫn thạch chẳng biết tại sao, người ngoài căn bản không mang được, chỉ có thể để cho chúng ta Diệp gia nghiên cứu. Thượng cổ Diệp gia đi qua nhiều năm nghiên cứu, đành phải ra một cái kết luận, đó chính là ngươi tên chữ, Diệp Thần. Trong vẫn thạch tiên đoán, một cái kêu là Diệp Thần thanh niên đem hóa là cao nhất ma chủ. Thậm chí hủy diệt Diệp gia. Hủy diệt huyết linh tộc. Đây cũng là ta Diệp gia cho tới bây giờ không cho đệ tử lấy tên kia chữ nguyên do, Diệp Thần, hai chữ càng là trở thành Diệp gia cấm kỵ. Nhưng là ta vẫn là tính sai, gia gia ngươi rời đi Diệp gia đi Hoa Hạ, lại phá quy củ đem ngươi lấy tên Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngươi nói những thứ này ta đều biết, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Diệp Phúc Đông nụ cười đột nhiên thu liếm. Mở miệng nói, ngươi bây giờ chỉ bất quá tới tuổi 20, lại trưởng thành nhanh như vậy, ta muốn biết, ngươi bây giờ hết thảy, có phải hay không và gia gia ngươi có liên quan? Cũng hoặc là nói, và gia gia ngươi mang đi một kiểu đồ có liên quan.
Giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là trong mắt sinh ra một tia ý định giết người. Luân hồi mộ địa là Diệp Thần lớn nhất bí mật, người bất kỳ đều không nhìn trộm tí. Nếu như cái này Diệp Phúc Đông biết cái gì, vậy hắn phải là một người chết. Diệp Phúc Đông thấy được Diệp Thần sát ý, hết thảy bừng tỉnh, trong mắt thậm chí có vẻ tham lam. Nếu như hắn đạt được vật này, vậy hắn thành tựu tất nhiên so Diệp Thần còn cao. Nhưng là bây giờ hắn lấy cái gì và Diệp Thần đi tranh? Diệp Phúc Đông, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh bị ngươi nấp trong nơi nào? Diệp Thần kiên nhẫn bị tiêu hao hầu như không còn, một chuôi trường kiếm lạnh như băng lại là rơi vào Diệp Phúc Đông trên cổ. Diệp Phúc Đông ngẩn ra, nhìn một cái trước mặt sắc bén, nói, ngươi thề với trời, ngươi không thể giết ta. Ta liền nói cho ngươi ta biết hết thảy. Ta đáp ứng, Diệp Thần không chút do dự nào. Diệp Phúc Đông nghe được câu này thở dài một hơi, hắn chỉ phải còn sống, liền có cơ hội. Diệp Thần, vậy hai cái nhà đầu căn bản không ở Diệp gia. Nhưng là ta biết các nàng ở Côn Lôn Hư. Ban đầu, bị thương Kỷ Tư Thanh mang cái đó hoa hạ thiếu nữ rời đi, ta Diệp gia đế tôn cảnh cường giả mặc dù đi truy đuổi, nhưng là nhưng ở Côn Lôn Hư một cái tọa độ chi địa mất đi bọn hắn tin tức. Mấu chốt những thứ này Diệp gia cường giả toàn bộ nhân gian bốc hơi. Hơn nữa vậy vùng lân cận còn có cực mạnh đại năng hơi thở phun trào. Ta hoài nghi, có cường giả ra tay mang đi các nàng. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phúc Đông trong mắt, đối phương không giống như là đang nói láo. Tọa độ ở đâu? Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Phúc Đông nhìn một cái huyết dịch văng khắp nơi chiến trường, do dự mấy giây, vẫn là nói, chỗ đó ở Côn Lôn Hư không gian truyền thuyết trận vùng lân cận. Ta hoài nghi các nàng sẽ hay không tiến vào Linh Thành. Linh Thành, địa phương nào, vì sao ta chưa từng nghe nói qua Côn Lôn Hư có chỗ này? Diệp Thần có chút nghi ngờ, hắn thậm chí cảm thấy đây là Diệp Phúc Đông giả dối, chỉ vì lừa gạt mình. Diệp Phúc Đông nhưng là nhìn trời dậy thề, Diệp Thần, ta như vậy tình cảnh không cần thiết lừa gạt ngươi, bỏ mặc ngươi tin không tin, đây là một cái sự thật. Còn như Linh Thành, ta cũng không biết. Nó là Côn Lôn Hư truyền thuyết một chỗ, cực kỳ thần bí, cho dù ta là Côn Lôn Hư Diệp gia gia chủ cũng không có tư cách bước vào. Tương truyền nơi đây là Côn Lôn Hư và ngoại giới nối liền điểm, không thiếu vực ngoại đại năng và thế lực đi qua Côn Lôn Hư cũng sẽ ở nơi đây dừng lại, ban đầu huyết linh tộc đại nhân chính là hạ xuống ở vùng lân cận. Mặc dù nơi đây vẫn là truyền thuyết, không có ai biết, nhưng là ta cảm giác hai người kia đang ở bên trong. Hết thảy các thứ này đều là ta biết, ngươi là không phải có thể thả qua ta. Diệp Phúc Đông nhìn Diệp Thần kích động nói. Hắn không có nói láo, câu câu là thật. Người chi sắp chết hắn nói vậy thiệt. Diệp Thần tự nhiên nhìn ra đây là chính xác tin tức, gật đầu một cái, buông lỏng kiếm, xoay người hướng chiến trường đi tới. Tựa hồ thật bỏ qua Diệp Phúc Đông. Diệp Phúc Đông nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, thở ra một ngụm chọc khí. Trong mắt nhưng là thoáng qua một tia sát ý. Chỉ cần hắn không chết, từ từ chờ đợi huyết linh tộc hạ xuống, một năm sau đó, Diệp Thần và hắn bên người tất cả mọi người đều muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo hàn quang thoáng qua. Diệp Phúc Đông cảm giác mình thân thể tựa như bị biến dạng. Hắn cúi đầu, nhưng là phát hiện một chuôi lạnh như băng thêm tràn ngập ma khí trường thương đâm xuyên qua hắn thân thể. Tầm mắt lên rời. Tay cầm trường thương bất ngờ là một cái thiếu niên. Diệp Thần. Diệp Phúc Đông tròng mắt trợn to, ngươi. Ngươi rõ ràng đối thiên đạo dạy thề, không giết ta. Ngươi vi phạm lời thề. Ngươi chết không được tử tế. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo vô tình nụ cười, nhàn nhạt nói thiên đạo. Thiên đạo lại coi là cái gì? Ngươi năm đó đối với gia gia ta ra tay. Ta liền nhất định phải giết ngươi. Coi như thiên đạo tới, lại có cái gì tư cách ngăn trở ta? Ta Diệp Thần, là luân hồi mộ chủ. Cửu U Thí Thiên Thương ma khí bùng nổ, Diệp Phúc Đông đang sợ hãi và kinh ngạc trong tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Hoàn toàn chết thảm. Linh Thành, Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh rốt cuộc bị ai mang đi? Đối phương là địch hay là bạn? Vẫn là nói huyết linh tộc muốn dùng những người này tới uy hiếp ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói, lại là hướng khác một phiến chiến trường đi tới. Diệp gia sự việc vẫn chưa kết thúc. Diệp Phúc Đông chẳng qua là một đạo khúc nhạc đệm mà thôi,
chân chính uy hiếp người còn không có giải quyết. Ngoài ra một phiến trong chiến trường, huyết quang bắn ra bốn phía, vảy rồng tung tóe. Mấy vị trí cường giả tác chiến, đánh được vô cùng thê thảm, đem nhà cũng đánh bể một tòa tiếp theo một tòa, mặt đất đều bị đánh cho thành thâm cốc. Diệp Phong, Diệp Vô Địch cùng với một đầu yêu thú cường đại. Ba vị trí cường giả, liên thủ mãnh công Diệp Cuồng. Diệp Cuồng thực lực có thể gặp khủng bố. Bất quá mạnh hơn nữa, đối mặt ba vị đế tôn cảnh cường giả, cũng là quá sức. Diệp Cuồng cuối cùng còn là bị tổn thương, trên mình đã máu thịt mơ hồ. Diệp Thần không để ý tới sẽ hắn, mình mới vừa lên cấp, khí huyết không yên, không hề đi tham chiến, dù sao kết quả đều giống nhau. Hắn nhìn về phía bên kia, trăm vị yêu thú cộng thêm lên 30 người, vây khốn còn dư lại 9 người, cũng đã là nắm chặt phần thắng. Diệp gia, đây là kém không nhiều, bắt lại. Lúc này, ai tới cũng không được. Huyết Linh kêu gọi. Huyết Linh tộc những đại nhân à, các ngươi nhất định phải. Diệp Cuồng cầm ra một quả gương, tựa hồ có thể liên lạc Huyết Linh tộc, lời mới vừa nói phân nửa, cũng không biết truyền đi không có, liền trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng đánh vỡ. Lão già kia, cần phải để cho ta tự mình ra tay đánh chết ngươi. Diệp Thần nhìn về phía hai người khác một yêu, lắc lắc đầu nói, giết người đều phải chậm như vậy. Hắn nhìn đúng Diệp Cuồng, một quyền đánh ra, khí huyết hoàn toàn bùng nổ, câu động thiên địa lực, đánh ra nhất kích quyền trong Phật Quốc, dấu quyền trên muôn vàn mất đi Phật Thích Ca rối rít bay ra, nếu như điểm sáng vậy, trước sau đánh chúng bị thương Diệp Cuồng. Phốc phốc phốc, phốc phốc, mỗi một vị mất đi Phật Thích Ca đánh chúng Diệp Cuồng, chính là một tầng đả kích. Vạn tầng đả kích xuống, Diệp Cuồng đã đến gần hỏng mất. Cuối cùng dấu quyền đến, đi đôi với một đạo tiếng nổ, vô số mưa máu phân bay xuống. Diệp gia lão tổ Diệp Cuồng, hoàn toàn chết. Mặc dù là bị thương nặng, nhưng lại bị Diệp Thần một quyền đánh giết, Diệp Thần thực lực chân chính vậy không Diệp Vô Địch và Diệp Phong có thể sánh ngang. Rất nhanh, mấy cái khác người Diệp gia, hơn nửa bị giết, những người khác toàn bộ đầu hàng. Điện chủ, đánh chết mấy chục người, tù binh 40 người. Đều là đế tôn cảnh. Thiên văn trưởng lão dẫn rất nhiều yêu tộc, đè tù binh tới. Diệp Thần than thở một tiếng, vẫy tay đem bọn họ giam cầm giải, đối với tất cả mọi người, nói các vị, đầu dựa vào Huyết Linh tộc thật cứ như vậy thật sao? Huyết Linh tộc mỗi một lần hạ xuống, cũng sẽ tàn sát không ít người. Côn Lôn Hư đã càng ngày càng yếu, các ngươi thật lấy là bị Huyết Linh tộc coi trọng, là có thể ở tương lai đi đến cái khác chí cường chi địa. Cao Võ Vị Diện và Côn Luân chúng ta hư chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn về phía những tù binh kia người Diệp gia, nói, Diệp Nam Thiên, Diệp Vô Song cái này các người, thật đi đến Huyết Linh tộc địa phương, có thể sẽ bị 7-8 tuổi trẻ thơ một quyền đánh bể thân thể. Đối với Huyết Linh tộc mà nói, các người chỉ là có cũng được không có cũng được đồ thôi. Huống chi bọn họ thu các người đi, cũng là để cho các người đi tấn công những người khác, làm con chốt thí mà thôi. Các ngươi thà chết ở những cái kia cao cấp cường giả trên tay, còn không bằng phản kháng Huyết Linh tộc, chí ít không phải lấy phản đồ thân phận chết đi. Tốt lắm, nói ta nói xong, nguyện ý đối kháng Huyết Linh tộc, lại phụng ta là Diệp gia gia chủ người, đến bên người ta tới. Không thiếu Diệp Phong nhất mạch đế tôn cảnh, trực tiếp biểu đạt ta nguyện ý đối kháng Huyết Linh tộc. Ta cũng nguyện ý cung phụng ngươi là gia chủ. Như thế một vị trẻ tuổi gia chủ, thực lực cao mạnh, thế nào mà không làm chứ? Rất nhanh, Diệp Phong, Diệp Vô Địch cái này mấy mạch, hơn 10 vị đế tôn cảnh, mấy trăm vị trưởng lão, bao gồm vốn là Diệp Cuồng và Diệp Kiếm song vậy ba mạch đế tôn cảnh trở xuống trưởng lão, đều đã hoàn toàn thần phục Diệp Thần. Nhưng là vậy bị bắt lại một nhóm người hiển nhiên có một bộ phận còn không có giác ngộ. Diệp Thần, người cử động này là tự tìm đường chết. Diệp Thần, Huyết Linh tộc quá mạnh mẽ, ngươi ở tự tìm cái chết. Diệp Thần, bót, Diệp Thần trực tiếp dùng thuật pháp xóa đi những người này sinh mạng. Hóa là xương máu, những người này lưu không được, không hữu dụng, là trung thành Huyết Linh tộc và người hoàng gia, được chết. Hụ hụ hụ, ta Diệp Phong, bái kiến gia chủ. Diệp Phong vỗ một cái quần áo, ôm kiếm tỏ ý Diệp Thần. Diệp Vô Địch vậy thu kiếm, ôm quyền tỏ ý. Diệp Vô Địch,
trước tiên người Diệp gia, bái kiến gia chủ. Chúng ta, bái kiến gia chủ. Muôn vàn Diệp gia đệ tử, giờ phút này cũng quỳ xuống, gặp mặt nhà mới chủ. Được, Diệp thần gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, Diệp gia cũng nhập Quang Minh Điện, đơn độc lập một phần các. Diệp gia trên dưới thuộc về Diệp thần, toàn bộ nhét vào Quang Minh Điện. Đến gần hơn 10 vị đế tôn cảnh, coi như là thu phục Diệp gia có thể có được toàn bộ chiến lực, cũng đều bị Diệp thần điều đi chạy tới Khôn Cổ bên kia, cùng hoàng gia tác chiến, đồng thời Diệp thần cũng để cho Thanh Kiếm trưởng lão mang phụ mẫu trở về. Lấy Thanh Kiếm công lực, trừ phi Hàn Vân, hoàng gia lão tổ cấp bậc này ra tay, nếu không ai cũng không ngăn được hắn. Diệp thần sở dĩ không có cùng chung đi, là bởi vì làm mắt hạ còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Một mặt, lần này chiến đấu, hắn có rất nhiều cảm ngộ, cần tu luyện. Mặt khác, hắn phải biết Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết biến mất sau đó, rốt cuộc đi nơi nào. Diệp Phúc Đông trong miệng Linh Thành, kết quả không tồn tại, hay là thật có chỗ này. Cùng thời khắc đó, Côn Lôn Hư nơi nào đó, một cái không trung sâu thẳm nước xoáy, từ từ sinh ra, vô tận huyết khí phún ra ngoài. Một cái người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, quanh thân quanh quẩn vô tận xương máu, giống như là từ núi thây biển máu trong đi ra u minh sát thần như nhau, tí ti xương máu hóa thành đậm đà huyết dịch, nhỏ xuống ở phía dưới trong thung lũng. Phịch! Hết thảy trước mặt đột nhiên gian bể ra. Một giọt máu tươi thì có uy năng như vậy, này công lực của người ta có thể nói đạt tới đỉnh cao, sợ là Hàn Vân các người vậy không làm được. Người đàn ông trung niên quét mắt qua một cái phía trước mấy chục người, đều là một ít nhỏ tông phái đệ tử. Liền hừ lạnh một tiếng, chợt một cổ huyết sắc cự lực đem trước mắt 15 người toàn bộ đè bạo, hóa thành xương máu quanh quẩn ở hắn bên người. Hắn ngưng mắt nhìn chung quanh tình huống, ngược lại có chút thời điểm, không có tới cái này rác dưới hạ võ vị diện Côn Lôn Hư. Người Côn Lôn Hư, dám can đảm giết tộc nhân ta, thật là ăn tim gấu gan báo. Vốn là vô sự, không nghĩ tới sư tôn cảm thấy chấn giữ nơi này huyết linh tộc nhân trận mất. Sáu hèn mọn tộc nhân tử trận, cũng không biết là ai ra tay. Bất kể là ai ra tay, dù sao đều phải chết. Ngụy trưởng lão, trưởng lão. Phía sau, một đám huyết y thanh niên chậm rãi bước vào Côn Lôn Hư biên giới. Đoàn người này rất là trẻ tuổi, nhưng mỗi cái cũng ẩn chứa vô cùng là cường đại sát khí, giống như là một đám giết hại chiến khôi vậy. Mỗi người trong tay chí ít đều có hơn 10.000 mạng người, đơn giản là một đội ma quỷ. Hơn nữa, bọn họ cảnh giới, cho dù thấp nhất người nọ, cũng có thể sánh bằng Hàn Vân. Chính là chân chân chính chính thiên kiêu. Lớn nhất người nọ sợ rằng còn không qua 30 tuổi. Ngụy trưởng lão, một cái mũi ưng huyết y thanh niên, tiến lên ôm quyền nói, trưởng lão, lần này 6 người kia bị giết, chắc là có cái đừng người to gan, muốn tạo phản, không ngại do tại hạ ra tay, đem toàn bộ chu diệt, như thế nào? Tắt phái cử chỉ. Chúng ta cũng đã lâu không làm. Hắn tà mị cười một tiếng nói, tay, đều có chút ngứa. Thành tựu nhập thần cảnh tam tầng thiên ngụy kiếm. Lấy hắn thực lực càn quét Côn Lôn Hư cũng không nói ở đây, chỉ là muốn sẽ đi tắt phái cử chỉ. Thu nạp khổng lồ huyết khí tới luyện công thôi. Đến lúc đó xem đi, ngụy trưởng lão thần sắc lạnh như băng, một phất tay áo miệng đem trong vòng phương viên trăm dặm người toàn bộ chấn động giết, nói, đi, đi trước Hàn gia. Hàn Vân tên tiểu tạp chủng này, ta xem, chắc là hắn đang làm ma. Năm đó đem hắn lột da rút gân, hắn còn chưa ngoan. Lần này, đem hắn xương nghiền thanh cho rắc. Nói xong, ngụy trưởng lão vẫy tay kêu tới một phiến mây máu, mang năm người thanh niên, đồng thời đánh tới Hàn gia. Hàn gia chi địa, từ gia nhập Quang Minh Điện sau đó, tuyệt đại đa số cường giả đều ở đây Quang Minh Điện trong. Như cũ vẫn còn ở Hàn gia xử lý chuyện cũng không quá chút người thôi, cao nhất tu vi người, cũng không quá đế tôn cảnh tam tầng thiên. Mới nhậm chức gia chủ Hàn gia Hàn Võ, giờ phút này đang trong thư phòng đọc sách, chợt cảm giác một cổ hít thở khó khăn khí huyết chèn ép xuống. Hắn sừng sững đứng lên, một khắc sau lại bị đè được quỳ xuống đất, khó khăn hô, là huyết linh tộc, huyết linh tộc. Làm sao có thể, một năm thời gian còn chưa tới, huyết linh tộc. Huyết linh tộc lại có thể trước thời hạn hạ xuống. Những đại nhân, ngài có chuyện gì à? Đại nhân, thanh âm nứt quảng, theo Hàn người nhà thân xác nổ tung mà mở ra.
ngắn ngủi mấy giây thời gian, đã có vượt qua trăm vị Hàn gia đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh bị tức máu miễn cưỡng đè bạo, hóa thành một đoàn thịt vụn, lớn như vậy Hàn gia trong thoáng chốc đều biến thành luyện ngục. Ngụy trưởng lão phóng lên cao, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn qua chạy tới một đám Hàn gia hộ vệ, nhìn hờ hững, một đám phế vật. Hắn theo vung tay lên vô cùng xương máu hóa thành lợi kiếm, lại đem Hàn gia trăm vị đạo nguyên cảnh canh phòng chu diệt, ngưng mắt nhìn ở quỳ ở trên mặt đất Hàn Võ, u ám hỏi, nhà ngươi lão tổ đâu? Hàn Vân vậy nhóc rác rưởi đâu? Làm sao không có ở đây Hàn gia chi địa đâu? Đại nhân, Hàn Võ bị tức huyết áp mạch máu tấc tấc nổ tung, quay lại thấy được đầy đất bầm thây Hàn gia, đau lòng như cắt, chân thực không nhịn được. Nhưng nổi giận mắng, các ngươi những xúc sinh này, nhà ta lão tổ đã sớm cùng Quang Minh Điện điện chủ kết minh. Ít ngày nữa, chính là các ngươi ngày rỗ. Phịch, một đạo tiếng nổ truyền ra. Đế tôn cảnh tam tầng thiên gia chủ Hàn gia, tại chỗ bị tạo thành xương máu. Ngụy trưởng lão thần sắc lạnh lùng như cũ, vẫy tay lay động áo khoác, màu máu trường bào thông suốt bay ra, biến thành vô cùng lớn, lập tức bọc lại Hàn gia, rồi sau đó nhìn về phương Tây. Một bước bước vào, đi tới sắp hỏng mất huyết linh bí cảnh trước, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đụng chạm huyết linh bí cảnh, tự nhủ, sáu người kia hẳn là trấn giữ huyết linh bí cảnh. Hơi thở biến mất, xem ra là chết ở huyết linh bí cảnh bên trong, cũng chưa chết ở Côn Lôn hư trong. Bất quá, bên trong ngược lại là không có Hàn Vân hơi thở. Hắn tay trái nặn động một cái màu máu dấu vết, sừng sững đánh vào huyết linh bí cảnh bên trong. Từ trong rút ra mấy đạo bản nguyên khí tức. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay lấy được hơi thở, suy tư nói, bọn họ sáu người chiến đấu hơi thở rơi xuống rất nhanh, ta không có bắt được bọn họ căn nguyên, ngược lại là có những người khác căn nguyên. Bắt đi ra ba đạo bản nguyên khí tức. Một đạo là Diệp Thần. Một đạo là Nhược Tông Chủ. Một đạo là Diệp Lạc Nhi. Ba đạo hơi thở. Có một đạo tương đối quen thuộc. Tại sao dường như và chúng ta huyết linh tộc có liên quan? Hai đạo khác chắc là khoảnh khắc sáu tộc nhân khốn kiếp, từ căn nguyên đi lên xem, tuổi tác rất nhỏ, thậm chí không thể so với Ngụy Kiếm lớn. Ngụy trưởng lão cười nhạt hai tiếng, đánh tan ba đạo bản nguyên khí tức, cái này Côn Lôn hư chẳng lẽ còn phải ra thiên kiêu? Có thể đồ sát đế tôn cảnh bát tầng thiên, hẳn là đế tôn cảnh cửu tầng thiên liền đi, không tới 30 tuổi đế tôn cảnh cửu tầng thiên, thú vị, thú vị. Cầm Côn Lôn hư chèn ép thành như vậy. Còn có thể bồi dưỡng ra như vậy người tuổi trẻ. Có thể, ngược lại là thật thú vị. Ta đây là muốn xem, người trẻ tuổi này là bộ dáng gì, thật tốt hành hạ, có lẽ sẽ còn có hứng thú một ít. Ngụy Kiếm, thông báo Hoàng Khôn Minh. Bên trong 5 phút, tới đây gặp ta, nếu không tới, Hoàng gia tắt. Ngụy trưởng lão giống như đế hoàng hạ thánh chỉ vậy, phân phó Ngụy Kiếm thông báo Hoàng gia lão tổ. Hắn đi tới Hàn gia từ đường trong, trước mắt thoáng qua một đạo giết sạch, vẫy tay đem lớn như vậy từ đường phá hủy, tất cả linh vị đều bị đánh cho thành phấn vụn, lại chuyển thân nhìn về phía Hàn gia người, toàn bộ quỳ xuống, động cũng không dám động, không khỏi được cười nói con kiến hôi à, liền phản kháng ý tưởng cũng không có. Ngược lại là Hàn Vân, và Quang Minh Điện điện chủ kết minh. Cái này Quang Minh Điện ngược lại là thú vị. Lấy Quang Minh hai chữ. Là cầm chúng ta huyết linh tộc làm hắc ám không được. Đã như vậy, ta sẽ để cho các ngươi những con kiến hôi này cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là hắc ám. 5 phút thoáng qua rồi biến mất. Một đạo màu vàng bóng người đĩa bay tới, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, liền tàn ảnh cũng không có để lại. Lão đầu này nhanh chóng rơi vào Hàn gia phủ địa môn miệng, đầu đội mão vua, mặc hoàng bào eo bái phục một chuôi hoàng kiếm, nếu không phải không mặc long bào. Người khác còn tưởng rằng là chí tôn đế hoàng tới đây. Lão đầu này chính là Hoàng gia lão tổ. Hoàng gia lão tổ vội vàng chạy vào, hướng Ngụy trưởng lão nằm xuống liền bái, liên tục dập đầu chừng mấy lần, lúc này mới đứng dậy tới cung cung kính kính nhìn về phía Ngụy trưởng lão, nói trưởng lão, ngài cuối cùng là tới, những ngày qua, chúng ta mau không áp chế được. Phịch! Một cổ khí máu đem Hoàng gia lão tổ đánh bay ra ngoài. Ngụy trưởng lão chậm rãi xoay người lại, thần sắc lạnh như băng nói, phế vật, người hoàng gia chiếm cứ Côn Lôn hư 3.000 năm, như vậy cũng còn không cách nào hoàn toàn trông coi, còn muốn cho bổn trưởng lão cho ngươi giải quyết tốt, ngươi lá gan thật đúng là lớn.
nếu không phải xem ở 30.000 năm trước, làm trâu làm ngựa, lập được không nhỏ công lao. Ngày hôm nay bổn trưởng lão liền đập chết ngươi. Đa tạ trưởng lão ban cho ân, hoàng gia lão tổ vội vàng bò vào tới, lại là dập đầu lại là cảm tạ. Vị này đứng ở Côn Lôn hư mấy ngàn năm uy tín lâu năm cường giả, giờ phút này giống như là người làm như nhau, không dám chút nào lỗ mãng. Cho dù là Hàn Vân thấy được một màn này, cũng đều được cả người run rẩy. Huyết linh tộc trưởng lão, ngụy trưởng lão đến, nhập thần cảnh ngũ tầng thiên cường giả cái thế, lớn như vậy Côn Lôn hư không một người có thể chống lại. Chân chân chính chính cái thế vô địch à. Những năm này, Côn Lôn hư biến hóa hơi lớn à, cái này Quang Minh Điện là chuyện gì xảy ra? Ngoài ra, có người ở huyết linh bí cảnh trong chu diệt ta huyết linh tộc 6 tộc nhân. Người này là ai? Ngụy trưởng lão ngồi ở ghế dài trên, ngạo nghễ vạn vật dò xét hoàng gia lão tổ, giống như là đế vương dò xét nô tài như nhau. Ngoài ra, Hàn gia lúc nào dám can đảm tạo phản? Ngươi, mau nói đi. Dám can đảm bỏ sót nửa chữ, diệt ngươi hoàng gia. Phải, hoàng gia lão tổ chán treo lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, nuốt nước miếng một cái, trong lòng có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Diệp Thí Thiên, Diệp Thần, huyết linh tộc những đại nhân đến. Rất nhanh, chính là các ngươi ngày rỗ. Xem ngươi còn dám ngông cuồng. Dám cùng ta hoàng gia đối kháng gia tộc và tông phái, cho tới bây giờ không có một cái có thể nhảy nhót qua một năm. Hoàng gia lão tổ nằm đáp lại, ở huyết linh bí cảnh sát hại đại nhân thanh niên người, tên là Diệp Thí Thiên, là một cái đột nhiên nhô ra cường giả trẻ tuổi, trước mắt không biết sư tôn là ai. Chỉ là, Hàn Vân và hắn kết minh. Hơn nữa, căn cứ ta nắm trong tay tin tức xem, Diệp Thí Thiên công lực không thấp, ở chấn đan hư lộ mặt sau lại đang luyện thể chi địa, thu phục rất nhiều yêu thú. Đế tôn cảnh mấy trăm, hơn nữa cùng Hàn Vân và sư đệ của hắn Diệp Thần, chung nhau hợp thành Quang Minh Điện. Chính là Diệp Thí Thiên, sát hại 6 vị trí tôn vô thượng đại nhân. Hắn ngừng nghỉ chốc lát, suy tư nói, còn như Diệp Thần, hắn là người của Diệp gia, nguyên bản bị Diệp gia vứt bỏ ở Hoa Hạ chi địa, không nghĩ tới nhưng là thiên phú không kém, rất miễn cưỡng là từ Hoa Hạ giết tới Côn Lôn Hư, sau đó ở thành Thiên Tuyệt, thu phục Thanh Thiên Môn, Côn Luân Tông, Đạo Tông, Huyết Đao Minh, Huyết Dạ Môn, Thanh Loan Tông cùng 12 đại môn phái. Huyết Dạ Môn môn chủ gọi hắn là thiếu tổ, hắn hình như là Huyết Thất Dạ truyền thừa đệ tử. Huyết Thất Dạ đệ tử, ngụy trưởng lão hừ lạnh hai tiếng, khó trách à. Huyết Thất Dạ cái này lão già kia, chắc hẳn còn có thần niệm lưu tồn tại Côn Lôn Hư, dậy nên tên đệ tử này, nhưng muốn lật ta huyết linh tộc trời, cái này còn không đủ cách. Diệp Thần, người sư tôn Huyết Thất Dạ đều ở đây chỗ đó đang giam. Người tên đồ đệ này vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng. Còn gì nữa không? Quang Minh Điện tình huống cụ thể, nói. Ngụy trưởng lão từ từ nói, Diệp gia ta biết, năm 2000 trước đã đầu dựa vào ta huyết linh tộc, là Diệp kiếm xong cái đó lão phế vật chủ trương, lần trước còn mang Diệp Nam Thiên đi thử luyện qua. Dù sao một nhà đều là phế vật, cái đừng có thể hơi xem một chút. Diệp Thần và Diệp Thí Thiên, hẳn cũng xuất thân từ Diệp gia chứ. Diệp gia vì sao không có xử lý bọn họ? Đại nhân, hoàng gia lão tổ ôm quyền, hơi lo âu nói, Diệp gia đã bị Diệp Thần dẫn trên trăm đế tôn cảnh yêu tộc tiêu diệt. Hắn lo lắng nói ra, ngụy trưởng lão sẽ nổi giận cầm hắn diệt, cho nên ấp a ấp úng nói, Diệp gia Diệp Kiếm Song và Diệp Cuồng hai người, đã bị Diệp Thần tru diệt, liên quan Diệp gia hơn 30 vị đế tôn cảnh, đều chết ở Diệp Thần thủ hạ. Những người khác đều bị hắn thu sắp xếp Quang Minh Điện. Đang cùng ta hoàng gia ở Khôn Cốc chi địa khai chiến. Diệp Thần mặc dù không qua 30 tuổi, nhưng là tốc độ tu luyện cực nhanh, nửa năm trước cũng là mới hư vương cảnh, bây giờ đã là đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, nhưng là có thể đối phó đế tôn cảnh cường giả, hết sức yêu nghiệt. Chúng ta liền cái này Diệp Thần chiến lực chân chính nhiều ít cũng không biết. Nói xong những thứ này, hoàng gia lão tổ nằm trên đất, thật là động cũng không dám động một cái. Nhưng trong lòng thì hơi thở phào, Diệp Thần, cuối cùng là có thể giải quyết. Huyết linh tộc những đại nhân trước thời hạn hạ xuống, cũng tốt. Nếu không đến khi một năm sau lại hạ xuống, sợ rằng ta hoàng gia vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Thú vị à, ngụy trưởng lão bỗng nhiên hứng thú,
nói, một cái đạo nguyên cảnh thất tầng thiên hèn mọn tiểu tử, lại còn có thể đánh bại đế tôn cảnh Diệp Cuồng và Diệp Kiếm Song, làm thật là thú vị. Hắn ánh mắt chợt rơi vào mấy cái huyết linh tộc thanh niên trên mình, cười nói, Diệp thần chiến lực, tựa hồ so các ngươi mạnh hơn đâu. Vậy thì như thế nào? Ta như thường có thể tiêu diệt hắn. Một cái hơi mập huyết linh tộc thanh niên từ từ nói. Một cái đạo nguyên cảnh tiểu tử. Có thể cùng ta đế tôn cảnh cửu tầng thiên sánh bằng. Ta nhưng mà có thể chiến nhập thần cảnh tầng trời một, thằng nhóc này kém ta hơn 10 cái cảnh giới nhỏ. Nếu là đụng phải, ta một cái tát bóp vỡ hắn. Ta coi như là đã hiểu. Diệp thần và Diệp thí thiên, chính là chủ đạo chuyện này người. Ngụy Kiếm từ từ nói, chỉ phải trừ hết cái này hai người, những tông phái khác tự nhiên tản đi, dĩ nhiên ta đề nghị là toàn bộ tàn sát, bất quá cũng đúng lúc, thu nạp khí huyết, chúng ta tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Giết là muốn giết. Bất quá, trưởng lão, ta đối với cái này hai người vậy nổi lên hứng thú. Một cái khác huyết y người phụ nữ yêu kiều cười, nói, hắn ở đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, có thể giết đế tôn cảnh cao cấp cường giả. Không bằng để cho hắn và Trần Bằng đánh một trận. Xem Trần Bằng có thể hay không bóp chết hắn. Nếu như không làm được, danh sách năm nay ta cảm thấy hắn có thể để cho đi ra. Lạc Phổ, hơi mập huyết linh tộc thanh niên lúc này thần sắc băng lạnh, hắn chính là Trần Bằng, vốn là dự định thừa dịp năm nay đạt được huyết nhân sâm quả số người, đổi lấy một chuôi cấp 4 tiên khí tới đột phá, cái này phải nhường ra số người, vậy mình làm sao còn đột phá? Ngụy trưởng lão hơi mỉm cười nói, mấy người các ngươi ngược lại là tranh. Tốt lắm, ta để cho vậy hai tên xúc sinh tới đây, các ngươi từ thấp đến cao ai cái đi lên đánh, ai biểu hiện nhất không được, ai bảo nổi danh ngạch đi. Đối với bốn người khác mà nói, năm nay phân nhiều một phần, có lẽ thực lực trong buổi họp tăng không thiếu. Con kiến hôi chính là muốn từ từ bóp chết mới có hứng thú. Chúng ta thật vất vả tới huyết linh tộc một lần. Nếu như lập tức trở lại, liền quá mức không thú vị. Đột nhiên, Ngụy trưởng lão trực tiếp đứng lên. Vô tận huyết khí phóng thích. Diệp thần. Diệp thí thiên. Hai tên tiểu tạp chủng này ngược lại là dám phản ta huyết linh tộc. Ngụy trưởng lão quanh thân quanh quẩn ra một cổ thấu xương giá rét, đem đất mặt đông được tấc tấc đóng băng, thậm chí trong không khí cũng bốc lên khí lạnh, hoàng gia lão tổ đều bị đông được run lẩy bẩy. Hắn nhắm hai mắt lại. Một cổ huyết quang xông phá bầu trời, hóa thành một đạo ngàn trượng hư ảnh. Ngàn trượng lớn nhỏ hư ảnh, ngay lập tức gian đưa tới tất cả mọi người chú ý, hắn thả ra một phiến mây máu thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét dâng trào ra, nếu như mưa mảnh vậy chiếu trên mặt đất. Đùng đùng, binh bịch bịch, nháy mắt tức thì, đã có hơn 10.000 võ giả chết, trực tiếp bị màu máu sấm sét đánh thành mảnh vỡ. Như vậy thần uy. Cho dù là Côn Lôn hư thiên kiếp vậy xa xa không bằng, giống như là ma thần hạ xuống. Còn sót lại mọi người rối rít nằm sấp đổ xuống đất, không dám nhúc nhích, tên yếu lấy là ma thần hạ xuống, khẩn cầu tha mạng. Hơi mạnh mẽ có chút võ giả biết đó là huyết linh tộc cường giả, giờ phút này cũng là nửa quỳ xuống đất, không dám lời nói nửa câu, sợ trêu chọc họa sát thân. Dĩ nhiên cũng có người nghi ngờ, huyết linh tộc không phải muốn đợi một năm sau mới sẽ hạ xuống à. Làm sao bây giờ liền hạ xuống? Còn như vậy thần uy? Diệp thần bọn họ quang minh điện, chống đỡ được à? Giữa lúc mọi người kinh ngạc lúc, vậy cái màu máu hư ảnh lên tiếng, ta là huyết linh tộc Ngụy Vô Thành. Đã biết Côn Lôn hư tàn sát ta huyết linh tộc con kiến hôi chuyện, bây giờ hạn kỳ 10 ngày, thẩm phán Diệp thần và Diệp thí thiên hai người. Truyền lệnh xuống, hai người 10 ngày bên trong tới thành thiên tuyệt tiếp nhận thẩm phán. Nếu như không đến, bổn trưởng lão liền giết Hàn gia và Quang Minh Điện tất cả mọi người. Vô cùng cái lực trùng kích thanh âm truyền giao chạy đi, giống như ma âm vậy thật lâu không tản đi hết, dù là thân ở ngàn ngoài trăm dặm người cũng nghe được rõ ràng. Rất nhanh, màu máu hư ảnh tản đi, mọi người bò dậy, nhưng là toàn bộ đều luống cuống. Huyết linh tộc hạ xuống. Quang Minh Điện, tựa hồ không có chuẩn bị xong à. Như vậy đi xuống. Nên làm cái gì? Còn muốn cho Diệp thần điện chủ đi thành thiên tuyệt tiếp nhận thẩm phán? Cái này như thế nào cho phải? Một ít hư vương cảnh các võ giả toàn lực đi bên ngoài chạy, muốn đem tin tức truyền đi. Bọn họ cư ngụ ở Hàn gia trong lãnh địa,
Hàn gia quyết định chống cự huyết linh tộc, tất nhiên trong lãnh địa mọi người đã sớm quyết ý phản huyết linh tộc, dĩ nhiên là phải nhanh một chút đem tin tức truyền cho mình tông chủ, môn chủ, lại để cho môn chủ cửa đem tin tức truyền cho Diệp Thần bọn họ. Phải nhanh một chút thông báo tất cả vị đại nhân vật. Hàn gia đại trạch trong. Ngụy trưởng lão hơi đứng dậy tới, đi thôi, đi trước ngươi hoàng gia, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút năm gần đây Côn Lôn hư tình huống. Hắn cùng mọi người cùng chung rời đi, vẫy tay một trưởng vỗ xuống đi, liền đem lớn như vậy Hàn gia chi địa mấy trăm ngàn người xóa bỏ toàn bộ. Hàn gia, Côn Lôn hư gia tộc cao cấp một trong. Đối mặt huyết linh tộc, đã là như vậy, một trưởng xóa bỏ, còn không lực phản kháng. Dĩ nhiên, đây là Hàn gia tinh nhuệ đều không ở Hàn gia dưới tình huống, cho dù tinh nhuệ đều ở đây, Hàn Vân và Hàn gia ngoài ra mấy vị đế tôn cảnh bát tầng thiên đều ở đây, đỉnh hơn cũng chính là chống cự một lát, kết quả vẫn là phải bị tru diệt. Hơn trăm ngàn người, trai gái già trẻ, không có một người may mắn còn sống sót. Ngụy trưởng lão mang huyết linh tộc thanh niên và hoàng gia lão tổ rời đi, giống như là lúc rời đi, một cước giết chết một đống con kiến như nhau. Phía dưới tiếng kêu khóc hoàn toàn không để ý, thậm chí có chút hưởng thụ, con kiến hôi kêu khóc, mới có thể chứng minh cường giả thực lực. Một đám võ giả đột nhiên nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cho đến ngụy trưởng lão các người đi xa sau đó, mới dám lên tiếng. Năm đó ở huyết linh bí cảnh kết giao Chu Diễm, vừa vặn ở Hàn gia trong lãnh địa làm việc, thành tựu đạo nguyên cảnh thất tầng thiên người, đi về trước một bước thấy được nếu như phế tích vậy thấm ướt trước máu tươi trong cái hố sâu. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, mấy trăm ngàn người à. Mười mấy vị đế tôn cảnh. Hơn 300 vị đạo nguyên cảnh à, lại chết như vậy. Hàn Vân lão tổ một khi biết, phỏng đoán muốn điên. Chu Diễm ngắm nhìn bốn phía, mình lại trở thành nơi đây tu vi cao nhất người. Hắn hít thở sâu một hơi, liền nói cấp cứu, không, tận lực gìn giữ Hàn người nhà di hài, chuẩn bị làm tang sự. Giờ phút này. Cấp cứu đã không thể nào. 15 vị đế tôn cảnh đều bị đánh cho thành mảnh vụn, những người khác làm sao có thể còn sống. Thật nhiều con có thể bảo đảm Hàn gia các vị anh hùng di thể, tận lực nguyên vẹn một ít mà thôi. Vương Thành, người tự mình mang ta lệnh bài, đi Khôn Cốc, nói cho điện chủ nơi này phát sinh hết thảy. Chu Diễm lấy ra mình lệnh bài, trịnh trọng nói, nhớ, dọc đường người bất kỳ để cho ngươi dừng lại cũng đừng nghe, người huyết linh tộc đến. Tất cả yêu quái tất cả đi ra, người thành tựu báo tin, nhất là phải chú ý. Ngoài ra, cho biết điện chủ, nếu không có thể địch, đi. Đi càng xa càng tốt, nếu có thể địch, xin đem huyết linh tộc xúc sinh xương nghiền thanh cho rắc. Hắn trịnh trọng đưa Vương Thành rời đi, mắt nhìn đối phương thân ảnh đi xa, trong lòng ngầm tối tăm lạnh cả người. Điện chủ, ta hy vọng ngươi có thể địch. Hy vọng ngươi tiêu diệt những xúc sinh này. Nhưng nếu ngươi không thể địch, nhất định phải đi. Đi được càng xa càng tốt, chỉ phải sống luôn có báo thù một ngày. Ta ở nơi này, tạm thời xử lý Hàn gia sự việc đi. Huyết linh tộc đến sau đó, vô luận là Quang Minh Điện vẫn là tất cả đại gia tộc ánh mắt, cũng sẽ rơi vào Khôn Cốc và Thành Thiên Tuyệt trong. Hàn gia những thứ này di hài xử lý, cũng chỉ có thể do Chu Diễm tới xử lý. Vương Thành thành tựu Chu Diễm thân tín, đạo nguyên cảnh tầng trời một tu vi. Đã không yếu. Hắn tự mình mang Chu Diễm lệnh bài, ở buổi tối hôm đó liền chạy tới Khôn Cốc trong, thông qua lệnh bài đi tới trên ngọn núi. Giờ phút này Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, Huyết Kỳ, Diệp Lạc Nhi, Đoạn Hoài An, Bách Chiến Trưởng lão đợi một chút, đều đã đến. Ngươi tới làm gì? Ngươi không phải ở Hàn gia bên kia à? Diệp Lăng Thiên hỏi, ta nghe được một ít lời bàn, không biết thật giả, ngươi tới nhưng mà nói tin tức này. Ngụy trưởng lão ngàn trưởng hư ảnh, truyền ra xét xử lời bàn tới, một ngày cũng đã phong truyền Côn Lôn hư các nơi. Chỉ là Diệp Thần còn đang bế quan trong, mọi người cũng không có đường đột đi ra ngoài thăm dò, vẫn đang đợi nhân chứng minh tin tức thật giả. Vương Thành đã là tốc độ nhanh nhất, làm là thứ nhất 6 người báo tin, đã chạy tới Khôn Cốc trên ngọn núi, đây là nhìn về phía rất nhiều nhân vật lớn, không nhịn được quỳ xuống nói tất cả vị đại nhân, huyết linh tộc hạ xuống. Tổng cộng là 6 người. Một cái người trung niên, chính là hóa hình hư ảnh người nọ, ngoài ra 5 là thanh niên, xem hình dáng đều ở đây 3 chừng 10 tuổi. Người trung niên tự xưng Ngụy Vô Thành Ngụy trưởng lão, một trưởng phai mở Hàn gia phủ,
tống táng hơn 100.000 Hàn gia người. Hơn nữa, mệnh lệnh điện chủ và Diệp Thí Thiên, 10 ngày sau chạy tới thành Thiên Tuyệt tiếp nhận thẩm phán. Vương Thành vội vàng cầm ra Chu Diễm lệnh bài, chứng minh mình lời bàn, đây là Chu Đà chủ lệnh bài, sự việc phát sinh hậu Chu Đà chủ mệnh lệnh thuộc hạ chạy tới, thuộc hạ không dám ngừng nghỉ, chạy như điên 8 giờ chạy tới, là chư vị đại nhân và điện chủ, bẩm báo tin tức, cũng xác nhận tin tức. Lời này một nơi, lúc này mọi người như bị sét đánh. Hàn gia, không có. Hàn gia mấy trăm ngàn người đều chết ở Ngụy Vô Thành trong tay. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Không phải còn có một năm mới đến à? Làm sao sẽ nói trước? Diệp Lăng Thiên thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía Hàn Vân, nói, Hàn lão tổ nén bi thương, Hàn gia phần lớn tinh nhuệ đều ở chỗ này. Hắn mới vừa nói xong, chợt thần sắc một liền, hướng huyết kiếm, hắc diệu các người hét lớn, nhanh lên một chút truyền lệnh xuống, tất cả đế tôn cảnh kết hợp, đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh, bỏ mặc cảnh giới gì, toàn bộ tập họp. Đế tôn cảnh tạo thành thượng cổ bảo vệ ma trận, đem đế tôn cảnh dưới người che phủ ở trong đó, tránh xuất hiện bất ngờ. Trở lên cổ bảo vệ ma trận, tránh hoàng gia hoặc là huyết linh tộc người đánh tới. Cái này sẽ, chứng chặc Diệp Lăng Thiên, đều đã thành chim sợ ná. Huyết linh tộc từ trước đến giờ hèn hạ, thích giết chóc, ai biết sẽ hay không tối nay liền giết tới. Nơi đây hội tụ đến gần vô số đế tôn cảnh, cho dù tạo thành trận pháp vậy cũng có thể ngăn trở người huyết linh tộc, chỉ là, cái đó gọi Ngụy Vô Thành người, một trưởng vỗ chết mấy trăm ngàn người, cho dù đế tôn cảnh cửu tầng thiên vậy không làm được điểm này à. Tuyệt đối là nhập thần cảnh cường giả. Hơn nữa, tuyệt đối không phải nhập thần cảnh sơ kỳ, rất có thể là nhập thần cảnh trung kỳ, thậm chí có thể là nhập thần cảnh hậu kỳ. Phải đề ra sớm phòng ngừa. Không cần như vậy. Diệp Lăng Thiên, huyết kiếm, hắc diệu, các ngươi đều dừng lại đi. Hàn Vân cảm giác lại già mấy phần, mình con cháu đời sau chết thảm trọng, nhưng thật may tuyệt đại đa số đế tôn cảnh cũng ở chỗ này. Hắn dài hô một hơi, nói, người đến là Ngụy Vô Thành. Ta biết hắn. 500 năm trước đã tới Côn Lôn Hư, khi đó hắn là nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, 500 năm trôi qua, ta không biết hắn có hay không tiến bộ. Ta duy nhất biết là, tiến vào nhập thần cảnh sau đó, sẽ sinh ra biến chất. Nhất là nhập thần cảnh trung kỳ cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại. Hàn Vân thận trọng nhìn về phía mọi người, nói, bây giờ tốt nhất biện pháp, để cho tất cả người nhà Mã toàn bộ tản ra. Không khỏi tập họp ở một chỗ bị tiêu diệt, trước đến khi Diệp Thần đi. Diệp Thần còn có 3 ngày sẽ xuất quan. Đến lúc đó lại xem đi. Cái này, hắc diệu một mặt mờ mịt, hỏi, Hàn lão tổ, vì sao à? Đúng vậy, Nhược Hàm cũng nói, chúng ta như thế nhiều đế tôn cảnh, cho dù không tiếc giá phải trả, cũng có thể chu diệt Ngụy Vô Thành à? Chẳng lẽ cùng tiến lên, còn đánh nữa thôi chết một người người? Các ngươi không hiểu. Hàn Vân than thở. Bách chiến trưởng lão lại nói, đích xác, nhập thần cảnh trung kỳ đã nắm giữ bay tiên lực, chính là coi là tiên nhân. Thông thường công kích, đối với hắn là không có ích lợi gì, huống chi, nhập thần cảnh trung kỳ có thể vận dụng công kích linh hồn. Nó ánh mắt quét nhìn qua bên trong sơn cốc bên ngoài, âm thầm lắc đầu một cái, nói, đế tôn cảnh lại hơn, không có tu luyện qua linh hồn mật pháp người, căn bản không ngăn được công kích linh hồn. Một khi gặp phải chính là chết. Chúng ta đế tôn cảnh đúng là hơn, nếu như có thể ngăn cản Ngụy Vô Thành công kích linh hồn, dây dưa là có thể. Nhưng là không người nào có thể làm được một điểm này. Tán đi. Nó quanh quẩn mấy bước, nói, điện chủ không có xuất quan trước, tốt nhất là tản ra, hơn nữa lần này tới người Côn Lôn Hư quá mạnh mẽ. Trước kia mỗi trăm năm qua người Côn Lôn Hư là 7 người. Mạnh nhất được cũng bất quá là nhập thần cảnh nhị tầng thiên, dùng đế tôn cảnh có thể đống được chết. Nhưng là nhập thần cảnh ngũ tầng thiên tuyệt không khả năng, cho nên, tán. Nó cùng Hàn Vân, Đoạn Hoài An, Diệp Vô Địch và Diệp Phong hai mắt nhìn nhau một cái, nói, tán. Nhất định phải tán. Bây giờ hạn chế tại Ngụy Vô Thành uy nghiêm, hoàng gia có thể ồ ạt tấn công, một khi chúng ta không địch lại, thiên vị đế tôn cảnh đều có bị vây tiêm có thể. Không có biện pháp. Diệp Thần đang bế quan tu luyện. Còn cần mấy ngày mới có thể xuất quan, cùng đến lúc đó mới có thể quyết định,
là chiến vẫn là rút lui? Chiến, như thế nào chiến? Cần Diệp Thần để phán đoán, chúng ta phán đoán nếu như bị lỗi, liền có thể toàn quân chết hết. Nếu như rút lui, vậy phải do chủ nhân nghĩ biện pháp. Được, ta đi cùng trăm vị tông chủ thương lượng. Tạm thời phân tán đội ngũ, mỗi người trở về. Đoạn Hoài An gật đầu, nhanh chóng dẫn đệ tử đi xuống núi. Hàn Vân do dự một chút, lại nói ta nhân mã không tiêu tan, đóng giữ nơi này. Chúng ta cũng không tán. Bách chiến trưởng lão nói, ta luyện thể chi địa lấy điện chủ vi tôn, giải tán có thể đuổi không đi trở về đã bị giết chết. Nhưng là hết sức cố gắng phân tán tất cả dãy núi lớn trong. Để cho 12 đại tông phái tán, nhất là Thánh Thảo Điện và Lạc Gia, hai vị đan tôn đợi một chút, trước ẩn núp. Xem điện chủ và mấy vị, như thế nào lựa chọn đi. Bách chiến trưởng lão nói xong vậy mình đi xuống phân phó tất cả lớn yêu thú. Người huyết linh tộc đột nhiên hạ xuống không ai nghĩ tới, chỉ có thể hết khả năng tản đi bây giờ những người này tay, sợ bị huyết linh tộc một nồi kết thúc. Thanh kiếm yêu hoàng thành tựu Diệp Thần chiến khôi, mặc dù chỉ là phân hồn, nhưng có chút một tia linh trí, nói, điện chủ đang lột xác thân xác, 3 ngày sau liền sẽ xuất quan, đến lúc đó chiến huyết linh tộc. Thời gian vậy trôi qua rất nhanh. 3 ngày chớp mắt đã qua, ngoại giới đã trở thành kinh hoàng chim. 200 hơn tông phái tản đi, lòng người bàng hoàng, cái tông khác phái đã đầu phục huyết linh tộc, thậm chí còn có càng hơn tiểu tông phái cũng chuẩn bị đi hướng bái huyết linh tộc. Từ lúc ban đầu muốn thể đối kháng huyết linh tộc, đến bây giờ nhưng đột nhiên thay đổi, thậm chí nhất trí cho rằng, Diệp Thần chết chắc. Phịch! Một hòn đá bạo bay ra. Diệp Thần chậm rãi đi ra bế quan nơi, ánh mắt quét qua mọi người trước mắt, nói ta đã biết huyết linh tộc chuyện. Hắn hơi cầm trong tay mất đi đao, nhìn hờ hững nói, thẩm phán. Muốn một cái tới lôi đài chiến ta. Được, ta chỉ một cái cho bọn họ đánh chết. Nhập thần cảnh ngũ tầng thiên là thứ gì? Cái này, Hàn Vân có chút lo âu, nói, ngươi mặc dù thiên phú tuyệt cao, nhưng ngươi giờ phút này còn không được. Ngươi còn chưa trưởng thành, Ngụy Vô Thành đã thành danh hơn 1000 năm, tu luyện 5000 nhiều năm, ngươi không cần bây giờ đi chiến hắn đi. Ngụy Vô Thành tu luyện 5000 nhiều năm. Tu luyện thời gian gần như là Diệp Thần 200 lần. Diệp Thần, không cần thiết sẽ đi ngay bây giờ chiến Ngụy Vô Thành à? Huống chi, không dứt Ngụy Vô Thành còn có 5 huyết linh tộc thanh niên, yếu nhất được đều có đế tôn cảnh cửu tầng thiên chiến lực, đã từng một cái tát đánh bay Hoàng gia lão tổ, kẻ địch như vậy cường đại tình huống, Diệp Thần không nên đi. Dù là Hàn Vân nếu muốn báo thù, cũng cảm thấy được Diệp Thần không thể đi. Điện chủ, vẫn là chớ đi đi. Diệp Lăng Thiên vậy hiểu được cái nhóm này huyết linh tộc người mạnh mẽ, thật lòng cảm thấy Diệp Thần không thể đi. Bách chiến trưởng lão nói, điện chủ, không thể đi. Chúng ta có thể thông qua không gian gian truyền tống trận rời đi. Bách chiến trưởng lão, Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên đợi một chút, cũng không hy vọng Diệp Thần đi. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, như thế nào có thể địch nhập thần cảnh huyết linh tộc? Cho dù Diệp Thần vượt cấp năng lực tác chiến nghịch thiên, có thể cũng không cách nào vượt qua nhập thần cảnh cái hào rộng à, đế tôn cảnh và nhập thần cảnh giữa chênh lệch, giống như thiên nhân ly biệt. Mạnh mẽ đi nữa thanh kiếm yêu hoàng tay cầm cấp 2 tiên khí, đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp tu vi, đỉnh hơn cũng chỉ có thể cùng nhập thần cảnh nhất tầng thiên đánh ngang tay. Đỉnh hơn ngăn cản nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Lần này huyết linh tộc người tới. Nhưng có nhập thần cảnh ngũ tầng thiên như vậy cường giả cái thế à? Đi! Vậy không khác nào là chịu chết à? Huyết linh tộc trước thời hạn đến, ta vừa vặn diệt bọn họ, cũng tiết kiệm cùng 1 năm trôi qua. Thêm nữa, nhập thần cảnh ngũ tầng thiên coi là cái gì? Diệp Thần lời nói bình thản, ta ở hư vương cảnh còn có thể chiến đế tôn cảnh, nghịch thiên chém huyết linh tộc bát tầng thiên người, huống chi là đã là đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Thậm chí sắp bước vào đế tôn cảnh, sợ gì chi? Huyết linh tộc, thứ gì? Một cái nhập thần cảnh trưởng lão, liền dám kêu ta đi tiếp thu thẩm phán. Tốt, ta đi, không quá ta thẩm phán ngươi, mà không phải là ngươi thẩm phán ta. Ngươi muốn dùng lôi đài chiến kiểm nghiệm học cho ngươi đệ tử, ta liền đem môn hạ đệ tử ai cái đánh chết, xem ngươi còn dám ngông cuồng. Một khắc sau. Diệp Thần quanh thân hiển hóa một cổ huyết sắc kim quang, một đạo kim sắc hư ảnh hiển hóa ra.
Màu vàng hư ảnh giống như là khai thiên ích địa bàn cổ vậy, đại khí bàng bạc, xuyên phá tầng tầng mây mù, mắt nhìn xuống đối diện hoàng gia đế tôn cảnh, cùng với chung quanh tới hỏi dò tình huống tất cả gia tộc lớn, tông phái người, nói, 7 ngày sau, ta sẽ đi thành thiên tuyệt. Đến lúc đó, chính là huyết linh tộc tiêu diệt lúc. Cái đó huyết linh tộc trưởng lão, kêu Ngụy Vô Thành đúng không? Để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, huyết linh tộc cùng Côn Lôn Hư trải qua liền tới thủ oán, ta cùng nhau tìm hắn báo, đến lúc đó sẽ chặt xuống hắn đầu lâu. Thanh âm ra chỉ khí huyết, truyền đến ngàn dặm, ngoài vạn dặm, quanh quẩn ở trên trời khung trong, thật lâu không tản đi hết. Ứng chiến. Diệp Thần ứng chiến. Mấy chữ này hiện lên mọi người trong đầu. Có người thì là ngựa chiến ra roi đem tin tức truyền về gia tộc mình trong. Còn có người nhìn hờ hững, Diệp Thần mặc dù mạnh mẽ, có thể tuyệt không phải huyết linh tộc những đại nhân đối thủ, Diệp Thần hẳn phải chết, hành động này bất quá là chết trước điên cuồng thôi. Không ít người lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn màu vàng kia hư ảnh, khinh thường cười một tiếng. Màu vàng hư ảnh tiêu tán. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn tất cả mọi người, nói, chứ nói chi ta có nắm chắc đánh chết bọn họ. Chính là không chắc chắn, ta cũng trong buổi họp. Ta Côn Lôn Hư há là huyết linh tộc có thể khi dễ. Triệu năm qua thủ oán ngày hôm nay trước coi là một khoản, nhất định tàn sát bọn họ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thủ hạ tâm tình trăm cảm đồng thời xuất hiện. Cái này, nhưng mà, ai, Hàn Vân muốn nói muốn chỉ, trong lòng âm thầm nghĩ, có thể Diệp Thần sau lưng tiền bối đều có hậu thủ đi. Diệp Thần thật là thiên chi kiêu tử, như tình huống như vậy hạ cũng có thể xây ra cái này cùng chiến lực. Gia vị tiền bối, tuyệt không thể nào để cho hắn bỏ mạng ở huyết linh tộc người trong. Đã như vậy, lão phu cùng ngươi một khối đi. Hàn Vân hơi cầm quả đấm, trong con ngươi tràn đầy ánh mắt kiên nghị, nói, từ thượng cổ đại chiến đến bây giờ, lão phu cũng không nở, chẳng qua tự bạo giết địch. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Thanh Kiếm, Hắc Diệu các người, nói, giống như Diệp Thần nói như nhau, lần này lại không phản kích, sợ rằng sau này liền phản kích thực lực và cơ hội cũng không có, lần này, ta hết sức tương trợ Diệp Thần. Không thành công biến thành nhân. Không được nhân vậy thì thành người chết đi. Lão phu đã không sao. Dù sao lần này, huyết linh tộc tới, biết được cục diện trước mắt, Hàn gia là tất diệt, 12 đại tông phái cũng là tất diệt. Thà cuối cùng bị sống sờ sờ tàn sát, còn không bằng đi theo Diệp Thần đứng lên phản kháng một sóng. Diệp điện chủ, ngươi dự định như thế nào kế hoạch đối phó bọn họ? Hàn Vân vỗ ngực, nói ta đã tra xét xong, tới được huyết linh tộc người tổng cộng là 6 người, một cái trưởng lão. 5 người đệ tử. Trưởng lão, Ngụy Vô Thành, nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. 5 người đệ tử, một cái đế tôn cảnh đỉnh cấp, một cái nửa bước nhập thần cảnh, hai cái nhập thần cảnh nhất tầng thiên, một cái nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Lão phu có thể cho ngươi ngăn trở một cái nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Ta cũng có thể, Bách Chiến trưởng lão nói, ta và Thanh Kiếm hợp lực, có thể ngăn trở một cái khác nhất tầng thiên và nhị tầng thiên đệ tử. Diệp Phong lay động thịt béo, tiến lên nói, chúng ta tùy thời chuẩn bị liều chết đánh một trận, ta và Diệp vô địch, có thể liên thủ cuốn lấy nửa bước nhập thần cảnh người nọ. Còn lại đế tôn cảnh, giao cho các phái trưởng lão, người đối phó nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, như thế nào? Không cần. Nguyên bản huyết linh tộc muốn chen nhau lên, ta còn có thể phải điều động các ngươi. Nhưng là, nếu bọn họ lựa chọn từng cái lên, vậy ta từng cái cho bọn họ đánh chết. Diệp Thần trong con ngươi lộ ra lạnh như băng sáng bóng, ta trước đập chết 5 người đệ tử, sau đó sẽ cùng tiến lên, diệt trưởng lão kia. Huyết linh tộc 5 người đệ tử coi là cái gì? Ta từng cái cho hắn đập chết. Cuối cùng tập hỏa diệt lão đầu. Diệp Thần chi sở dĩ như vậy dự định, chủ yếu là nhập thần cảnh lực tàn phá quá mạnh mẽ, hắn không muốn người bên cạnh bị liên lụy, nhất là Diệp Lạc Nhi các nàng, bọn hắn chiến lực chính là dư âm cũng không chịu nổi. Tốt lắm. Các vị cũng không cần qua hơn lo lắng. Bọn họ là tới tìm ta, vậy thì do ta trước đi đối phó bọn họ. Diệp Thần ánh mắt quét qua mọi người, nhìn về phía Diệp Phong, Hắc Diệu đám người nói, kém không nhiều có thể lên đường, 7 ngày thời gian, vừa vặn chạy tới thành thiên tuyệt. Diệp Thần cái này vừa bắt đầu hành động. Côn Lôn Hư từ trên xuống dưới gia tộc, cũng đều là nổ sôi.
12 đại tông phái còn là bị Diệp Thần phong ấn, không có biện pháp làm phản đã qua, nhưng là những tông phái khác gần như cũng trở mặt, nhất là Bách Tông Liên Minh 200 nhiều tiểu tông phái, trở mặt vượt qua 170 cái, tất cả nhà đều ở đây thương nghị, như thế nào lấy lòng Ngụy Vô Thành trưởng lão. Có đem thiên phú không kém đệ tử, cưỡng ép phây khốn, đưa về hoàng gia. Có trắng trợn tìm tòi thu thập người đẹp đưa về hoàng gia. Nói tóm lại, hết tất cả lực lượng đi lấy lòng cư ngụ ở hoàng gia ở giữa huyết linh tộc cường giả. Lúc này, Tần gia phủ bên trong. Tần gia gia chủ than thở một tiếng, ngồi tại gia chủ vị trí đưa lên, ánh mắt quét nhìn qua tất cả trưởng lão, lại lần nữa than thở buông tay nói, bây giờ như thế nào cho phải à? Ban đầu, chúng ta mặc dù không có trực tiếp đầu dựa vào Diệp Thần, nhưng cũng là tương trợ Hàn gia và Diệp gia. Bây giờ, người huyết linh tộc tới, Hàn gia không có, Diệp gia cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Thần và Diệp Thí Thiên hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nên làm cái gì à? Tần gia mặc dù không kết minh, nhưng chỉ ít ra một chút lực, bây giờ cả gia tộc cũng chủ trừ không thôi. Làm gia chủ hắn, sắc mặt thật là theo ăn ăn con chuột tựa như, một mặt than thở, sợ bị Ngụy Vô Thành trưởng lão giá lâm, một cái tát diệt Tần gia. Gia chủ! Đã như vậy, chúng ta không bằng tấn công Diệp gia chứ? Hết sức cố gắng bắt Diệp gia và Quang Minh Điện người, hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối, có lẽ chúng ta có thể sống mệnh đâu. Một cái Tần gia trưởng lão Mạc Nam đề nghị, thêm nữa, 12 đại tông môn nghe Hàn Vân mệnh lệnh mỗi người ẩn núp, bọn họ thật giống như đều bị Diệp Thần phong ấn, không cách nào đứng ở chính nghĩa bên này, chỉ có thể đi theo Diệp Thần ma đầu kia. Không bằng, chúng ta bắt 12 đại tông môn người, hiến tặng cho huyết linh tộc những đại nhân. Có lẽ, những đại nhân sẽ xem ở chúng ta ra sức như vậy dưới tình huống, lượn quanh cả nhà chúng ta đâu. Một cái khác trưởng lão, Tần Kiếm Cuồng khẽ vuốt râu, nói ta đã phái thủ hạ, bắt được 12 tông phái trên 100 đệ tử, có thể áp tải đến hoàng gia bên kia đi. Còn như Diệp Thần tên tiểu hỗn đản này, nghe đang bế quan, còn không biết. Lão Phu phỏng đoán, Diệp Thần và Diệp Thí Thiên hai tên khốn kiếp sẽ thời gian đầu tiên chạy trốn. Vì chúng ta Tần gia tương lai, ta để ý bắt đầu bắt Y Thần môn đệ tử, nhất là Đoạn Hoài An, nhất định phải nắm. Hắn uống một hớp nước trà, nói sau nói, cứ như vậy, lấy công chuộc tội, chúng ta tánh mạng có thể đảm bảo. Bắt Diệp Thần sư tôn, lại bắt Diệp Thần phụ mẫu, hoặc là, đem Diệp Thí Thiên sư môn hỏi dò đi ra, đi bắt Diệp Thí Thiên người bên cạnh, hiến tặng cho huyết linh tộc những đại nhân. Nhất định có thể. Diệp Thần và Diệp Thí Thiên không nhúc nhích được, thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng là bên cạnh bọn họ người có thể động à, có thể bắt à. Gia chủ, các vị trưởng lão, một người thanh niên đệ tử chạy như điên đi vào, mệt không thở được, chậm một hồi nói, Diệp Thần xuất quan, hiển hóa ra màu vàng hư ảnh, khiêu khích Ngụy Vô Thành trưởng lão, nói 7 ngày sau sẽ đích thân chạy tới thành Thiên Tuyệt, đem huyết linh tộc người chu diệt. Bót, vô liêm sỉ, hắn là ngại chết không đủ nhanh à. Tần gia gia chủ vỗ mạnh lên bàn, đứng lên giận dữ hét, CMN, hắn không muốn sống, bọn lão tử còn muốn mệnh đâu. Hắn nhanh chóng nhìn về phía chung quanh trưởng lão, nuốt nước miếng một cái, nói, mau mau, đi nhanh đem ta Tần gia chân tàng bảo vật, toàn bộ lấy ra cho ta, do ta tự mình đưa đến hoàng gia, mau, mau, đi nhanh. Hắn thấy được hai vị trưởng lão nhanh chóng sau khi rời khỏi đây, dài hô một hơi ngồi xuống, bi như vậy nói, Diệp Thần tên khốn này à, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không được sao? Cần phải khiêu khích huyết linh tộc những đại nhân à? Cứ như vậy, huyết linh tộc những đại nhân nổi giận, một khi cha ra chúng ta Tần gia lúc đầu tiếp viện qua Quang Minh Điện. Chúng ta cũng là họa diệt tộc à? Linh chi ngàn năm, vạn năm huyết nhân sâm toàn bộ cho bản gia chủ lấy ra, cộng thêm chộp tới hơn 100 cái các phái đệ tử, cộng thêm lên tất cả đế tôn cảnh trưởng lão một khối và bản gia chủ. Đưa về hoàng gia, khẩn cầu huyết linh tộc các tiền bối tha thứ. Chờ lát, Tần gia gia chủ bỗng nhiên gọi lại rời đi trưởng lão, thận trọng nói, đi nhanh chuẩn bị một ít Côn Lôn hư người đẹp, toàn bộ đều muốn tấm thân xử nữ, đi nhanh. Gia chủ, cái này, vị trưởng lão này đầu đầy mồ hôi, nói, ngắn như vậy thời gian, đi nơi nào chiêu à? Chiêu người đẹp tới đây đều cần nhất định giá trị,
mới có thể làm cho các nàng bán đứng thân thể vội tới chúng ta làm cống phẩm, nhưng là, cái này thời gian quá ngắn chứ. Phịch! Tần gia gia chủ một cái tát vỗ bay trưởng lão này, giận dữ nói, cho ta đi bắt, cho ngươi nửa ngày thời gian, bắt đầy 500 cái, sau đó theo bản gia chủ đi lên, đi hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối, chuyện này quan chúng ta Tần gia sinh tử tồn vong, nhanh đi. Phải. Vị trưởng lão này cúi đầu đi ra ngoài. Mỗi lần huyết linh tộc hạ xuống, cũng được chuẩn bị người đẹp đưa cho người huyết linh tộc. Chỉ là lần này, quá hấp tấp, có thể bắt nhiều ít bắt đến đây đi, tóm lại mau sớm chuẩn bị chỗ cống phẩm. Tần gia bên này còn như vậy, những thứ khác mấy đại gia tộc sâu hơn, biết huyết linh tộc người giận dữ, đều rối rít trực tiếp lấy ra gia tộc nội tình, cộng thêm lên bắt nhóm lớn đệ tử và người đẹp, chạy tới hoàng gia hiến tặng cho huyết linh tộc. Kỳ vọng có thể thông qua những bảo vật này và người đẹp, lắng xuống người huyết linh tộc lửa giận. Người huyết linh tộc lửa giận, không tốt chịu đựng. Đã từng giận dữ, tàn sát mấy cái đại tông phái. Hiện nay, tàn sát bọn họ mấy đại đỉnh cấp gia tộc, 100-200 tiểu tông phái cũng là dễ như trở bàn tay à. Dựa vào Diệp thần sợ rằng không sống qua 7 ngày. Vẫn là được dựa vào mình, chỉ cần sống sót trước. Còn như trong tương lai có thể hay không sống tốt trước bỏ mặc, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Hoàng gia địa giới. Hoàng gia mọi người đã phách lối đến vô cùng đỉnh, mình lớn chỗ dựa vững chắc tới, ai cũng không dám chọc bọn họ, liền khắp nơi cướp đoạt kế toán, cướp đoạt người đẹp. Bỏ mặc mình các người cướp ai, cho dù là mạc cướp nhà, đạo tông, Côn Luân tông người, đối phương vậy được nằm, dám lên tiếng chính là chết. Hoàng gia trẻ tuổi một đời bị diệt. Bây giờ, trên căn bản là trở lên một đời thanh niên, Hoàng Tắt Thương làm chủ. Vị này 70 đến 80 tuổi đệ tử, như cũ một bộ thanh niên mạc dạng, mới vừa đến đế tôn cảnh nhất tầng thiên, ở trên đường khắp nơi giết người, không có một người dám can đảm quản hắn, chộp tới người đẹp trực tiếp ném tới tù xa trong, chuẩn bị đi thẳng về hưởng dụng. Hắn đang chặn đánh hết mấy Hàn gia đệ tử lúc, chợt tới một ít Tần gia đệ tử. Hoàng Tắt Thương. Ngươi chớ quá mức, tiền tài đoạt đi, linh khí đoạt đi. Ngươi còn muốn cướp chúng ta sư muội, vậy cũng đừng trách chúng ta liều mạng. Một cái Tần gia đệ tử cứng cổ, cầm đao kiếm gầm lên. Liều mạng, Hoàng Tắt Thương cười khẩy nói, các ngươi lấy là, Diệp thần có thể cho các ngươi chỗ dựa. Khôi hài, muốn ta tác thành các ngươi. Hắn trực tiếp một kiếm sử dụng, dẫn động bốn phương sấm sét hóa thành thần lôi bổ xuống, nhanh chóng tiêu diệt tại chỗ tất cả kẻ địch. Nhưng là thấy được Tần gia gia chủ đám người đã chạy đến, thế nào, Tần gia chủ, để báo thù. Hoàng Tắt Thương mắt liếc nhìn Tần gia gia tộc, nhìn hờ hững, tại chỗ một kiếm cầm trong tay Tần gia cô gái đánh chết. Hắn vuốt tay, nói, sau lưng ta là huyết linh tộc, người muốn báo thù, tới à? Không dám, chân thực không dám. Tần gia gia chủ cười xòa ôm quyền nói, lần này ta tới là cho huyết linh tộc những đại nhân. Đưa cống phẩm, đồng thời có một ít bắt được Quang Minh Điện đệ tử, muốn hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối, đổi lấy một con đường sống. Hoàng Tắt Thương liếc mắt vừa thấy đội ngũ thật dài, nhốt 600-700 người, trai gái đều có, lại chuyển thân nhìn lên, chợt nhìn thấy Vương Gia và Loạn Thương Môn đội ngũ, hỏi các ngươi cũng là tới đưa cống phẩm. Hoàng huynh đệ à, chúng ta cũng là tới đưa cống phẩm cho huyết linh tộc các tiền bối. Vương gia gia chủ báo cho biết mình một chút mang theo thạc hàng giải ngũ, nói chúng ta vậy bắt Quang Minh Điện hơn 300 người đệ tử, đồng thời còn có người đẹp, chuẩn bị hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối. Làm phiền ngài dẫn đường. Hoàng tiểu huynh đệ à, Loạn Thương Môn môn chủ một mặt nụ cười, lấy ra một cái càn khôn giới kín đáo đưa cho Hoàng Tắt Thương, cười nói, đây là cho ngài. Ta cũng bắt không ít người, hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối. Làm phiền ngài dẫn đường. Loạn Thương Môn từ lần trước bị Diệp thần tiêu diệt đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử sau đó, liền trực tiếp rút lui. Ngược lại là không có bị Diệp thần thu phục. Lần này, Loạn Thương Môn, Thiên Hải Cửa, Lăng Hải Tông đợi một chút trưởng môn, tông chủ rối rít mang nhiều lễ vật và người tới, trong chốc lát toàn bộ đều hội tụ tới nơi này, vẻn vẹn là chộp tới Quang Minh Điện đệ tử thì có 1-2 nghìn chi nhiều người. Nhưng tuyệt đại đa số đều là đạo nguyên cảnh ngũ tầng thiên dưới đệ tử nội môn và ngoại môn đệ tử. 12 đại tông phái đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt, mỗi người cũng ẩn núp tương đối sâu.
tạm thời không có bị bắt, ngược lại là những đệ tử khác tổn thất không nhỏ. Không sai, không tệ. Các ngươi đã sớm phải biết liền chút này. Hoàng Tắt Thương dò xét trong tay mấy cái càn khôn giới chỉ, bên trong chứa không thiếu bảo bối, mấy cái này môn chủ dùng để hối lộ đồ mình thật không thiếu, xem ra lần này là ra máu bản, không muốn bị tắt à. Hắn cười nói, đi thôi, huyết linh tộc những đại nhân đều ở đây thành thiên tuyệt. Chúng ta đã qua, vừa vặn có thể đuổi kịp thẩm phán Diệp Thần tình cảnh. Hắn vung tay lên kêu gọi tới một đầu hoàng sư thú cưỡi, tung người bay vọt đi lên ngồi, đem người liền chạy tới thành thiên tuyệt. Hắn diễn cảm tràn đầy hưởng thụ. Có người nói hắn hoàng gia là huyết linh tộc chó. Cũng không biết loại này chó không phải vậy cường giả có tư cách làm. Còn như vậy Diệp Thần và Diệp Thí Thiên, có lẽ liền một con chó chết cũng không bằng. Giờ phút này, Côn Lôn hư thành thiên tuyệt một phiến xào sạc ý. Thành thiên tuyệt mấy lần đổi chủ. Vốn là hoàng gia tất cả, sau đó bị quang minh điện chiếm cứ, đi theo lại bị huyết linh tộc bắt lại. Giờ phút này, hoàng gia gia chủ, lão tổ cùng với bên trong tộc người đẹp cũng đang bồi huyết linh tộc 6 người, chơi được dễ sợ, hưởng thụ người đẹp. Lão tổ, Tần gia, Vương gia, Trần gia, Loạn Thương Môn, Thiên Hải Tông. Lăng Hải Tông cùng 6 thế lực lớn cầu gặp. Có lễ vật muốn hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối. Hoàng Tắt Thương đứng ở ngoài cửa ôm quyền tỏ ý. 6 thế lực lớn đầu não, vậy đi theo hắn đứng, một câu lời cũng không dám nói, lòng đều là sách theo, rất sợ bị lỗi. Vào đi, các ngươi ngược lại là tới cũng nhanh. Ngụy Vô Thành thanh âm truyền tới, cửa sau đó khai trừ. Hắn đẩy ra bên cạnh người đẹp. Sâu thẳm ánh mắt quét nhìn tiến vào 7 người, cười nói các ngươi chuẩn bị được những thứ này, ngược lại cũng không tệ lắm. Hắn một mắt liền nhìn thấu tất cả mỗi gia chủ và trưởng môn mang tới đồ, miễn cưỡng, lên được mặt bàn. Dĩ nhiên, cái này không đủ để đền bù các ngươi ngồi yên không để ý đến Diệp Thần tạo phản tội trạng. Đồng thời, thậm chí còn có chút gia tộc trợ giúp qua Quang Minh Điện và Diệp Thần. Phốc thông! Phốc thông! Nháy mắt tức thì, 6 vị gia chủ trưởng môn trực tiếp quỳ xuống, đừng đề ra hơn hèn mọn. Tần gia gia chủ một bên dập đầu một bên hô, tiền bối, ta sẽ tiêu diệt sạch Minh Điện tàn dư. Tiền bối, chúng ta cũng phải. Tiền bối, chúng ta nhất định tiêu diệt những cái kia tàn dư, lấy công chuộc tội. Tiền bối, trong ngày thường nhân vật lớn, dưới một người trên vạn vạn người gia chủ, môn chủ, giờ phút này giống như là nô bộc như nhau quỳ. Ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Ha ha, tốt. Người Côn Lôn hư thật có cốt khí. Ngụy Vô Thành thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, đứng lên đi. Ta thẩm phán Hoàn Diệp Thần và Diệp Thí Thiên hai cái rác rưởi sau đó, liền do các ngươi tiêu diệt sạch Minh Điện đi. Nhớ, lão phu muốn vậy cái gọi là Côn Lôn hư 12 đại môn phái và Hàn gia, gà chó không để lại. Chỉ cần một người còn sống. Lão phu tắt các ngươi nhất tộc. Vượt qua hai người còn sống, lão phu để cho các ngươi rõ ràng vì sao là sống không bằng chết. Thanh âm lạnh như băng giống như tháng chạp hàn băng vậy thấu xương, đông được 6 vị gia chủ, trưởng môn chút nào không dám nhúc nhích, đành phải hô to, rõ ràng. Được. Đột nhiên, Ngụy Vô Thành ánh mắt quay lại nhìn về phía bắc phương, đông nghịt một phiến. Thậm chí phun trào ra nồng đậm huyết khí và yêu khí. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Quang Minh Điện. Hắn đứng dậy tới đi tới trên ban công đi, ngừng mắt nhìn vậy phiến bóng đen, cười nói, có chút con kiến hôi tới đón bị thẩm vấn xử. Lão phu được suy nghĩ một chút, là thần hồn câu diệt tốt, vẫn là ngàn đao lăng chỉ sau đó, lại cho bọn họ đem máu thịt tiếp theo lưu lại đi, lại tới một lần. Vị kia huyết linh tộc đại năng để cho hắn tự mình đi tới Côn Lôn hư xử lý chuyện này. Hắn Ngụy Vô Thành thì nhất định phải xử lý thật xinh đẹp. Ngụy Vô Thành sau lưng 5 vị đệ tử lại là dục dịch. Trần Bằng đầu lưỡi khẽ liếm môi, cực độ là máu, hắn lên bước tới trước một bước, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vậy phiến bóng đen ở giữa một người thanh niên, cười khẩy nói, vậy đạo nguyên cảnh tiểu tử chính là trong truyền thuyết Diệp Thần. Tu vi quả nhiên thấp kém, khó trách chỉ có thể ở Côn Lôn hư nơi này cường thế. Trưởng lão, loại hóa sắc này ta một quyền là có thể đánh chết. Ngụy Vô Thành không có tiếp lời, ngược lại là để cho 5 người đệ tử,
cũng đứng ở trên ban công chờ đợi Diệp Thần các người mình xuống đến quảng trường. Không biết bao lâu sau đó, vậy phiến bóng đen đồng loạt dừng lại. Chính giữa, đi ra mấy người. Diệp Thần, Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, Bách Chiến, Thanh Kiếm, Diệp Lạc Nhi các người. Chỉ tới một số ít người, Đoạn Hoài An, Diệp Thiên Chính, Diệp Phong, Diệp Vô Địch các người đều không tới, phỏng đoán ở chung quanh ẩn núp, dẫu sao đối phó chính là nhập thần cảnh ngũ tầng Thiên Ngụy Vô Thành, ban đầu liền đem lá bài tẩy toàn bộ lộ ra, có chút không thích hợp. Diệp Thần, ngươi là Diệp Thần, Ngụy Vô Thành tung người bay vọt xuống, dò xét Diệp Thần, cười nói, 10 ngày thẩm phán, bổn tọa cũng không dự định chiêu mộ tội của ngươi tên, dù sao đối kháng ta huyết linh tộc liền là tội chết. Chỉ là, lần này bổn tọa thủ hạ 5 người đệ tử, cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Bọn họ muốn biết hành hạ Côn Lôn Hư Thiên Kiêu là dạng gì mùi vị. Ngươi tốt nhất có thể còn sống để cho bọn họ toàn bộ đánh xong. Có lẽ bổn tọa có thể khai ân, thả qua gia tộc ngươi. Còn nữa, ngươi thấy bổn tọa, vì sao không quỳ? Uy áp cường đại hướng Diệp Thần bao phủ đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiển nhiên cảm thấy một tia thống khổ. Nhập thần cảnh cường giả quả nhiên không giống vật thường, chỉ riêng uy áp lại để cho hắn có chút chống cự không được. Một giây kế tiếp, hắn một bước bước ra, huyết khí ngưng tụ, sát ý bao phủ. Quanh thân lại là quấn vòng quanh vô số sấm sét. Sấm sét sát ý giống như một cái hư không lưỡi đao, trực tiếp hướng Ngụy Vô Thành uy áp chém tới. Một giây kế tiếp, uy áp tại chỗ bị biến dạng. Một màn này ngay tức thì để cho Ngụy Vô Thành hơi biến sắc mặt. Hắn rất biết mình uy áp có thể nghiền ép đế tôn cảnh, nhưng là cái này Diệp Thần chính là đạo nguyên cảnh lại phá hỏng hắn uy áp. Chỉ riêng một bước, làm sao có thể? Còn không có cùng Ngụy Vô Thành phản ứng tới đây, Diệp Thần lại là bước ra một bước, thanh âm lạnh như băng tựa như vang khắp 9 tầng trời. Ta Diệp Thần cả thiên đạo đều không quỳ, một mình ngươi man di là thứ gì? Ngụy Vô Thành tuyệt đối không nghĩ tới cái này kêu Diệp Thần con kiến hôi khùng như vậy ngông. Hắn ánh mắt quét nhìn qua chung quanh tất cả gia tộc lớn, người tông môn, lạnh lùng nói, ta cả đời này gặp qua rất nhiều cuồng người, nhưng là ngươi loại rác dưới này đất con kiến hôi. Cuồng vọng nhất định chính là buồn cười. Đối phó ngươi, ta hô hấp bây giờ liền có thể đem ngươi trấn áp, không quá ta mới sẽ không để cho ngươi như thế dễ chết, ta muốn ngươi bị ta từng người đệ tử hành hạ chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là muốn sống, bây giờ quỳ xuống cầu ta. Hắn lời nói hết sức bình thản, nhưng tràn đầy vô cùng là cường đại tự tin, tựa như chính là đang xử lý con mồi như nhau. Không có hắn ý hắn, đơn thuần đối đãi con kiến hôi, dù sao con kiến hôi vậy nhảy nhót không được, làm sao giày vò đều là hắn định đoạt. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ quỳ xuống, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lần nữa bước ra một bước, cất cao giọng nói, Ngụy Vô Thành, người có thể nghe qua ta Hoa Hạ một câu nói. Ngụy Vô Thành nhíu mày một cái, theo bản năng nói cái gì? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bước ra bước thứ tư, bước này. Tựa như để cho mặt đất đều nứt ra. Sát ý bao phủ Diệp Thần. Vô tận ma khí tựa như ở Diệp Thần sau lưng hóa là một đạo phi gió. Phạm ta Côn Luân người tuy xa phải giết. Cái này thật đơn giản mấy chữ do Diệp Thần trong miệng ra, nhưng xuyên thấu toàn bộ Côn Luân hư. Đây là Diệp Thần thái độ. Đối mặt huyết linh tộc cường giả, không có sợ hãi chút nào. Ngụy Vô Thành nghe được câu này. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta hy vọng ngươi đợi hồi đối mặt ta đệ tử còn có thể có loại khí thế này, không biết sống chết con kiến hôi. Diệp Thần bước ra bước thứ 5, đưa tay ra, chỉ hướng Ngụy Vô Thành sau lưng 5 người, vậy 5 vị chính là trong miệng ngươi đệ tử đi, ở ta xem ra, bất quá là một ít rác dưới mà thôi. Diệp Thần nói tiếng nói hoàn toàn để cho tất cả mọi người tại chỗ trấn trụ. Côn Lôn Hư mọi người biết Diệp Thần cường thế. Nhưng không biết lại vẫn dám ở huyết linh tộc trước mặt mạnh như vậy thế. Mọi người lại nhìn về phía huyết linh tộc vậy 5 vị đệ tử, mỗi một người trong mắt đều tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khốn kiếp! Diệp Thần, ngươi còn dám phách lối. Tiểu gia ta cái đầu tiên đi ra, muốn tay xé ngươi. Trần Bằng phát cáu cả người run rẩy, xách cái rìu lớn tiến lên, căm tức nhìn Diệp Thần nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi rõ ràng ai mới là rác dưới. Hắn vừa định một rìu chặt xuống, nhưng là nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói.
Hừ, làm sao liền một mình ngươi? Diệp Thí Thiên đâu? Ngươi Diệp Thần còn dám tới nhận lấy cái chết, hắn Diệp Thí Thiên liền nhận lấy cái chết cũng không dám à? Còn uổng gọi luyện thể đất vương giả. Xí, chính là một tên phế vật. Hô, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà qua, nhất kích giấu quyền đánh giết tới. Là Diệp Thần. Trần Bằng vội vàng múa chiến phủ bổ ra ra, khí huyết hóa thành một đạo hổ cương văng tung tóe mặt đất bay ra. Phịch, tiếng nổ truyền ra. Diệp Thần lui về phía sau 2-3 bước, Trần Bằng nhưng là bạo lui 3-4 bước. Mới vừa rồi liều mạng, hai người coi như là ở như nhau giữa. Diệp Thí Thiên, hắn không phải đến mà. Diệp Thần nhìn về phía tất cả mọi người, hừ lạnh một tiếng, quanh thân quanh quẩn ra hai đạo huyền ánh sáng vàng trạch, dần dần bọc lại gương mặt, một bộ đặc thù mặt nạ hiển hóa ra, vậy cổ lạnh như băng quyết nhiên hơi thở, quanh quẩn quảng trường thiên tuyệt. Cái gì? Diệp Thí Thiên hơi thở. Diệp Thí Thiên mặt nạ, Diệp Thần là Diệp Thí Thiên. Loạn Thương Môn, Thiên Hải Tông đợi một chút tông chủ thần sắc đại biến, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Tần gia chủ nuốt nước miếng một cái, nói, Diệp Thần là Diệp Thí Thiên. Cái gọi là Diệp gia song hùng, Diệp Thần và Diệp Thí Thiên, là cùng một người. Từ đầu đến cuối, đều là một người. Như vậy kết luận một nơi, chung quanh xem cuộc chiến trên trăm tiểu tông phái người, cùng kêu lên hoảng sợ. Ở huyết linh bí cảnh tàn sát hoàng gia mọi người Diệp Thí Thiên. Ở luyện thể chi địa thu phục rất nhiều yêu thú Diệp Thí Thiên. Đi theo thành thiên tuyệt một mình một cái đối kháng mấy chục đứng đầu đại phái Diệp Thần, là một người. Đây quả thực là thiên đại lời nói dối. Côn Lôn hư kiệt xuất nhất hai vị cái thế thiên kiêu, một cái khuấy được các phái không được an bình, một cái thu phục các phái, âm thầm một sáng một tối, một cái là kiêu hùng, một cái là gian hùng. Nhưng lại là một người hai cái thân phận. Khó trách đối bên ngoài nói phải sư huynh đệ, lại là một người. Hoàng Tắt Thương hừ lạnh một tiếng, nói, hai người cũng được, một người cũng tốt. Dù sao ngày hôm nay đều phải chết. Không sai, ngày hôm nay đều phải chết. Vương gia chủ ánh mắt lãnh lạt nói, ta còn lo lắng Diệp Thí Thiên trốn đi, ngày sau trả thù chúng ta. Nhưng nếu đều là một người, chỉ cần Diệp Thần chết. Cái gọi là uy hiếp và trả thù, cũng chỉ không tồn tại. Hắn đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp Thần lấy Diệp Thí Thiên thân phận, đã từng chu diệt qua đế tôn cảnh bát tầng thiên huyết linh tộc người. Khi đó Diệp Thần còn yếu nhỏ, cũng có thể cũng như này khủng bố. Thật may à! Ngày hôm nay Diệp Thần hẳn phải chết, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng không có mấy thiên an ninh cuộc sống. Hai cái thân phận một người. Cũng tốt. Dù sao hành hạ phải là ngươi. Ngụy Vô Thành phất tay một cái nói, Trần Bằng, lên đi, đừng đánh chết, được cho người phía sau chừa chút cơ hội. Đánh chết ta, Diệp Thần cười nói, ngươi không sợ ta trước đánh chết Trần Bằng. Ngươi nếu có thể đánh chết Trần Bằng, ta trước không giết ngươi, để cho Lạc Phổ tới thu thập ngươi. Ngụy Vô Thành căn bản chưa thấy được Diệp Thần có thể đánh chết Trần Bằng, tùy tiện nói một câu, liền nếu như tiên thần vậy trôi giạt bay lên sân thượng. Hưởng thụ chàng này tác chiến. Những thứ khác bốn cái huyết linh tộc người, vậy lần lượt trở về. Lưu lại Trần Bằng một người đứng sững ở trên lôi đài, màu máu hai con ngươi, màu máu ngón tay nhìn hết sức dữ tợn. Các ngươi tất cả lui ra đi. Diệp Thần nói một câu, liền cẩn thận quan sát trước mắt Trần Bằng, tựa hồ trên da màu máu dấu vết không nhiều, ở huyết linh tộc trong hẳn coi như là cấp thấp huyết mạch, người máu này mạch, vậy chưa ra hình dáng gì à? Hắn quan sát qua Diệp Lạc Nhi huyết mạch, tựa hồ so Trần Bằng cao không thiếu, nếu như buông ra tu luyện sợ rằng đã là thần vương cảnh. Như thế nào huyết mạch, cũng có thể trừ tắt ngươi. Huyết hổ chọc trời. Trần Bằng hét lớn một tiếng, múa chiến phủ, một cổ huyết sắc gió xoáy xuất hiện. Hắn ở huyết linh tộc quả thật huyết mạch thấp kém, nhưng là lại rác dưới huyết mạch vậy so Côn Lôn hư bất kỳ một người nào cường giả cao. Hắn làm sao có thể chịu đựng con kiến hôi miêu tả như vậy hắn? Cái này làm cho hắn vô cùng tức giận. Tức giận lại là hóa là sát ý. Trần Bằng lợi cho nước xoáy trung tâm, theo chiến phủ lựa chọn không ngừng thu nạp trong gió lốc huyết khí, huyết quang đại thịnh, từng đạo kinh khủng tràn ngập sát cơ ra, giống như là mãnh liệt thủy triều, cho người một cổ cảm giác hít thở không thông. Rào rào. Chiến phủ thông suốt bay ra,
vị ở giữa không trung hóa thành một đầu huyết hổ, trên mình mở ra màu máu cánh, nhìn giống như là thiên hổ. Theo huyết hổ gầm thét di động, mặt đất tắc thốn liệt mở, khí huyết lực mãnh liệt, sau lưng khí huyết mơ hồ tạo thành một mảnh màu máu sóng biển, thao thao bất tuyệt huyết lãng tầng tầng chồng lên, đem lực công kích tăng lên tới một cái tầng thứ tột cùng. Một kích này, sợ rằng có thể sánh bằng bách chiến yêu vương cường đại nhất một kích. Huống chi chiến phủ là cấp 2 tiên khí. Quyền trong Phật quốc, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau lưng trôi lơ lửng ra tịch diệt chi đạo, hưu quạnh nước sông sông ra, quanh quẩn tay phải, theo dấu quyền sông ra, hưu quạnh quyền kính trong có một tôn Phật quốc hiển hóa ra, dù sao cũng Phật Thích Ca đồng thời nhắc tới kinh văn, vô số kinh văn sông ra mang theo mất đi lực bay ra. Mất đi lực, có tiêu hao sinh mệnh lực khả năng. Giống vậy vậy có kinh khủng như vậy lực sát thương, coi như là nhập thần cảnh dưới, cường đại nhất công kích một trong. Muôn vàn Phật văn bọc được dấu quyền đụng vào huyết hổ, Phật văn đánh thẳng vào huyết lãng, chấn động suốt đạo đạo dư âm, đem chung quanh lôi đài phương tiện trực tiếp phá hủy, đem đất mặt chấn động được giống như là mạng nhện vậy dạn nứt. Bình bịch bịch. Ở Phật quốc đụng hạ, huyết hổ bắt đầu nứt nẻ, lực lượng một lần yếu bớt. Mất đi lực cũng có thể biến mất đối phương lực lượng, to lớn mấy trượng dấu quyền che phủ ở huyết hổ trên mình, chỉ nghe gặp một đạo kêu gào tiếng truyền ra. Huyết hổ hư ảnh bể ra, nửa bể màu máu sóng biển đánh thẳng vào mất đi dấu quyền. Hô hô hô, hô hô, dấu quyền chung quanh lại lần nữa sinh ra muôn vàn mất đi Phật văn, đường chéo lộn xộn ra, cần phải một cổ tiêu diệt huyết lãng. Rắc rắc, ca, theo đạo đạo tiếng vỡ vụn truyền ra, rộng chừng mười mấy trượng huyết lãng bể ra, hóa thành đầy trời màu máu kết tinh phiêu tán. Mất đi dấu quyền bao quanh chiến phủ hướng bay đi. Thật giống như trong vực sâu tử thần, định trụ Trần Bằng như nhau. Đồ đáng chết! Thiên Bằng dương cánh. Trần Bằng khẽ quát một tiếng, sau lưng lại sinh cả hai màu máu hư ảnh. Màu máu hư ảnh so linh khí cứng rắn hơn, mỗi người đường chéo ra, bảo vệ Trần Bằng phía trước, tạo thành một cái bảo vệ thuẫn. Cấp 2 tiên khí đều bị Diệp Thần đánh lui sau đó. Lại không dùng tới huyết mạch lực lượng, sợ rằng ngày hôm nay giữ nhiều lành ít. Trần Bằng có huyết mạch, thật ra thì chính là một tôn Thiên Bằng huyết mạch có thể hóa thành hai đạo màu máu hư ảnh có thể ngăn cản công kích, khi thì còn có thể biến thành đao kiếm giết ra. Thương thương thương, tiếng chuông, dấu quyền bao quanh chiến phủ đụng vào màu máu hư ảnh lên. Chiến phủ xoay tròn màu máu hư ảnh, va chạm suốt đạo đạo hỏa tinh, chợt bộc phát ra một cổ động trời khí huyết, một tôn hưu quạnh huyết hổ hiển hóa ra. Khí tức cường đại cuốn sạch bát phương, chấn động lòng người phổi. Khốn kiếp! Ngươi lại có thể dùng ta chiến phủ. Trần Bằng đã khí được không cách nào nói chuyện, mình mới vừa đánh ra chiến phủ, kết quả lại bị Diệp Thần tù binh, còn dùng đặc thù năng lực hiển hóa ra mới vừa rồi mình công kích tới công kích mình, thật là đáng chết. Chợt, trước ngực hắn hiện ra một cổ trình độ cao nhất khí huyết, hợp lực ngăn trở. Hắn cũng không muốn bị con kiến hôi chém chết. Một khi hắn phòng ngự phá vỡ, cấp 2 tiên khí uy năng đủ để phá hủy hắn thân xác. Nhưng là đối diện truyền tới lực lượng cuồng bạo để cho hắn càng ngày càng kinh hãi. Cái này Diệp Thần là yêu quái gì? Rõ ràng đế tôn cảnh cũng không có bước vào, còn không biết là cái gì rác dưới huyết mạch, nhưng là giờ phút này, lại có thể để cho hắn sinh ra một chút sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Phảng phất là đối mặt nhập thần cảnh cường giả sợ hãi. Một cái hạ võ vị diện con kiến hôi lại để cho cao võ vị diện cường giả sợ hãi. Làm sao có thể? Cố nhiên Trần Bằng kinh ngạc, Diệp Thần cũng là hơi kinh hãi. Đang đối mặt huyết linh tộc cường giả trước, hắn đối với huyết linh tộc thực lực có cái lường được. Nhưng là bây giờ tới xem, huyết linh tộc thực lực chân chính so hắn trước tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đây chính là huyết linh tộc cường giả chân chính. Rất mạnh, bất quá cùng ta so sánh. Vẫn là kém rất nhiều. Diệp Thần âm thầm quan sát, hai tay không ngừng đánh ra dấu quyền, mỗi một quyền đều mang mất đi lực, cần phải nhất kích đem Trần Bằng nghiền giết. Đồng thời, luân hồi mộ địa huyết thất dạ nhắc nhở Diệp Thần nói, thằng nhóc, đây là Thiên Bằng lực. Không đúng, hắn không phải hoàn chỉnh Thiên Bằng huyết mạch, chẳng qua là tàn mạch. Nhưng là một điểm này huyết mạch, đủ để ngăn trở nửa bước nhập thần cảnh công kích. Như vậy, chỉ ẩn chứa 30% Thiên Bằng huyết mạch
cũng chỉ có thể coi như là hạ ba mạch huyết mạch. Có thể tưởng tượng được, huyết linh tộc lên ba mạch huyết mạch được mạnh bao nhiêu. Diệp Lạc Nhi trên mình, vậy là cái gì huyết mạch truyền thừa đâu? Hai người đánh được kịch liệt, bên cạnh mọi người giống vậy xem được vô cùng kinh ngạc. Lạc Phổ nhìn hờ hững, lạnh lùng nói, Trần Bằng một cái đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp, lại có thể bị một cái đạo nguyên cảnh thất tầng thiên người đánh bẹp. Hắn đều có chút không nhìn nổi, không ngừng lắc đầu nói, thật xứng với hắn hạ cửu lưu huyết mạch. Cao như vậy cảnh giới, lại có thể để cho một cái thấp cảnh giới đánh cho thành như vậy. Cái này giống như một cái người trưởng thành để cho một đứa bé sơ sinh bạo đánh. Cũng không biết, trưởng lão là nghĩ như thế nào được, lại có thể mang theo một phế vật như vậy đi ra. Hắn rất không được bao lâu. Hạ cửu lưu huyết mạch, quả nhiên là rác rưởi. Ngược lại là cái này Diệp Thần, lực công kích rất tốt. Một cái khác huyết linh tộc nam tử Trần Bình, đều có chút không nhìn nổi Trần Bằng biểu hiện. Cái này còn là đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Thật là so mới vào đế tôn cảnh người đánh phải trả phải kém, căn bản là trong phế vật phế vật. Đang khi bọn hắn còn đang thảo luận lúc, bỗng nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ. Theo sau chính là đầy trời huyết khí phân bay, một cổ mãnh liệt khí huyết lại lần nữa bộc phát ra, tựa như uông dương vậy liên miên không ngừng. Phốc! Cái này! Trần Bằng trào máu, kinh ngạc nhìn về phía ngực chiến phủ, đây là ta tiên khí à? Hắn trực tiếp ngã xuống đất, tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể chết ở tiên khí của mình hạ, càng bị chấn bể kinh mạch toàn thân. Một khắc sau, mất đi lực bọc lại hắn toàn thân. Rất nhanh, hắn liền từ một người thanh niên, biến thành một cái từ từ già đi lão đầu, quần áo lam lũ, thân xác vậy tấc tấc nứt nẻ. Đầy đầu tóc trắng, loang lổ trên gương mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, linh hồn đều ở đây ngay lập tức gian bị diệt. Là mất đi lực, chiếm đoạt sinh mệnh lực, phai mờ linh hồn và kinh mạch toàn thân. Ngươi chết ở mất đi lực lên, là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần một chân đạp hắn thân thể, rút ra chiến phủ, mắt nhìn xuống huyết linh tộc người và rất nhiều tông phái người, nói ta mới vừa nói, huyết linh tộc người, đều là rác rưởi. Tại sao không tin đâu? Huyết linh tộc cường giả. Buồn cười, thứ gì? Nhất kích liền đánh chết. Cường giả loại này, đối với Diệp Thần mà nói, đơn giản là rác rưởi. Thắng. Lại có thể thắng. Nhất kích trong nháy mắt giết. Mọi người nhìn xung quanh trên lôi đài, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào lời nói. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, nghịch thiên công phạt đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Không dứt thắng. Vẫn là nhất kích nghiền ép, rồi sau đó trong nháy mắt giết. Hô. Có đánh một trận. Hàn Vân dài hô một hơi, thấy được hôm nay tình cảnh cũng biết, ngày hôm nay có đánh. Huyết linh tộc đế tôn cảnh đỉnh cấp như thế yếu. Xem ra nhập thần cảnh cũng không khá hơn chút nào. Không hổ là Diệp Thần. Côn Lôn Hư ngày thứ nhất kiêu, giết cửu tầng thiên như đổ sát chó. Diệp đại ca thật là lợi hại. Diệp Lạc Nhi gần như nhảy cỡn lên, hưng phấn hô, Diệp đại ca cố gắng lên, đánh chết bọn họ. Điện chủ cố gắng lên, Diệp Lăng Thiên vậy chặt chẽ cầm quả đấm, hiên ngang chiến ý quanh quẩn bốn phía, chỉ hận thực lực mình không đủ. Nếu không nhất định phải và điện chủ đứng ở trên lôi đài, trắng trợn giết huyết linh tộc người, để cho những thứ này nô dịch Côn Lôn Hư huyết linh tộc người thật tốt xem, ta Côn Lôn Hư há là ai cũng có thể khi dễ. Chủ nhân, thật là mạnh, bách chiến trưởng lão hít thở sâu một hơi, ngưng mắt nhìn trên lôi đài nếu như chiến thần vậy Diệp Thần. Khẽ gật đầu, so với trước đó lại mạnh lớn không ít. Khó trách có sức phản kháng huyết linh tộc, như vậy hùng chủ, quả nhiên đáng đi theo. Ít ngày trước, chủ nhân còn chỉ có thể sánh bằng đế tôn cảnh tầng 7 tầng 8 thiên. Hiện nay, đã có thể đồ sát cửu tầng thiên như đồ sát chó. Lại qua một ít ngày giờ, cho dù là đồ sát nhập thần cảnh võ giả, chắc hẳn vậy đặc biệt dễ dàng. Phịch, Ngụy Vô Thành đập bàn một cái. Chấn động ra một cổ dư âm, bước lui Diệp Thần hết mấy bước. Hắn thâm thúy trong mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thật sự là không nghĩ tới Diệp Thần có loại chiến lực này. Đích xác là có chút thực lực. Sau lưng, tuyệt đối có người giúp đỡ, ngày hôm nay phải đem hắn lấy ra tới. Ngụy Vô Thành xoay người nhìn về phía bốn người thanh niên, cả người quanh quẩn khí tức lãnh liệt, ánh mắt giống như tháng chạp hàn băng thanh tuyệt,
nói, huyết linh tộc Quang Vinh, không thể bị tổn thương. Quang Vinh, lại là bị trẻ tuổi Diệp Thần cướp đi. Mà các ngươi thành tựu huyết linh tộc thanh niên, cùng Diệp Thần là một đời người, bây giờ, các ngươi cho ta đem Quang Vinh đoạt trở lại. Từ nửa bước nhập thần cảnh bắt đầu, từng cái lên cho ta, nửa bước nhập thần cảnh không được, nhập thần cảnh nhất tầng thiên lên, không được nữa, nhị tầng thiên lên, đem Quang Vinh cho ta cầm về, nếu không, bổn trưởng lão trước không xử tử Diệp Thần, trước xử tử các ngươi. Huyết linh tộc Quang Vinh và Tôn Nghiêm, không thể bị người cướp đi. Nếu tiểu bối mất Quang Vinh, thì phải tiểu bối đi cầm về, bổn trưởng lão khinh thường tại ra tay. Mặc dù cuối cùng vẫn là phải xử tử Diệp Thần. Nhưng là, ở Diệp Thần nơi này mất đi Quang Vinh và ánh sáng, phải cầm về. Phải nói cho Côn Lôn Hư từ trên xuống dưới tất cả mọi người, ta huyết linh tộc thanh niên đồng lứa mới là mạnh nhất. Nếu không sau này mỗi qua cái 200-300 năm, hơi có chút thiên phú người, sợ rằng cũng muốn khiêu khích ta huyết linh tộc, vậy còn như thế nào trấn áp Côn Lôn Hư? Tuân lệnh, trưởng lão. Lạc Phổ tiến lên ôm quyền nói, ta nhất định đánh tan Diệp Thần, đem lột da rút gân. Nàng thành tựu trong 6 người duy nhất phái nữ, trời xanh liền dẫn một cổ tà mị hơi thở, giống như là một con rắn độc, một cái tà mị che lấp rắn độc, một khi ra tay liền sẽ chết cắn chết ở kẻ địch, không cho kẻ địch nửa điểm sức sống có thể nói. Đồng thời, nàng cũng là nửa bước nhập thần cảnh cường giả. Theo lý thuyết, nàng chiến lực đã vượt qua Côn Lôn Hư đỉnh cấp. Cho dù là uy tín lâu năm đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp cường giả, ví dụ như Diệp Vô Địch, Diệp Cuồng và Hàn Vân đợi một chút, cũng không gặp phải là nàng đối thủ. Lạc Phổ tung người nhảy xuống, rơi vào trên lôi đài, cuồng bạo khí huyết nở rộ ra, sau lưng trôi lơ lửng ra một cái màu máu chăn lớn. Điều này mấy chục mét dáng dấp màu máu chăn lớn dần dần ngưng kết là thật thể, màu đỏ thắm miếng vải phối hợp hai cái đầu rắn, vô cùng là khủng bố. Nhất là vậy cả hai đỏ tươi trong mắt, giống như là vực sâu hang vậy, bên trong đều là giết hại cùng là máu. Huyết mạch lực hiển hóa. Không thể so với Trần Bằng Thiên Bằng mạnh nhiều ít, nhìn dáng dấp hẳn là bát lưu huyết mạch. Tóm lại là hạ tam lưu. Diệp Thần tùy ý một cước đá bay Trần Bằng thi thể, ngưng mắt nhìn màu máu chăn lớn, máu bởi vì mãng, huyết kiếm môn đệ tử. Hắn vậy thông qua huyết thất dạ, hiểu được một ít huyết linh tộc tình huống. Huyết linh tộc trong chủ yếu lấy huyết mạch vi tôn. Phân làm tam lưu, trong tam lưu, hạ tam lưu, không hề chỉ chín chủng huyết mạch, mà là chỉ huyết mạch mạnh yếu. Giống như là có thiên bằng huyết mạch Trần Bằng, cảnh giới không kém, nhưng huyết mạch lực không cao, cũng chỉ có thể coi như là hạ cửu lưu huyết mạch, ở huyết linh tộc trong cũng là địa vị thấp hèn người, nếu không chiến lực cũng không khả năng liền Hàn Vân cũng không bằng. Bát lưu huyết mạch, vậy đủ giết ngươi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Lạc Phổ thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, trong tay xuất hiện một chuôi màu máu long mãng roi, chính là lợi dụng huyết long mãng miếng vảy chế thành, dòng dã khảm nạm 18 cái miếng vảy, tùy ý một roi đi xuống, cho dù là giống vậy nửa bước nhập thần cảnh cường giả, cũng có thể chảy ra rách thịt. Thậm chí có thể đem kim thân trực tiếp đánh vỡ. Chính là một kiện tam phẩm tiên khí. Tựa hồ, người huyết linh tộc không gặp được cấp 4 tiên khí. Hoặc là ngũ phẩm tiên khí, là sẽ không dễ dàng đột phá đến nhập thần cảnh. Giết! Lạc Phổ khẽ quát một tiếng, có giúp màu máu long mãng roi, roi tự nhiên trừ đi, do như rồng rắn vậy bén nhạy nhanh chóng, khí huyết lực bộc phát ra, phối hợp sau lưng máu bởi vì mãng mà động, tương đương với hai con cự mãng rắn độc, đồng thời công về phía Diệp Thần. Tí ti! Tơ! Máu bởi vì mãng khạc lưỡi rắn, phun ra một hớp màu vàng nhạt nọc độc. Diệp Thần nhanh chóng né tránh, lấy ra Chu Diệt đao, một đao trẻ hướng máu bởi vì mãng, mới vừa rồi ở địa phương đó bị nọc độc ăn mòn, phát ra đạo đạo khói đen, trăm thước cao lôi đài, rất miễn cưỡng là bị ăn mòn đi xuống mấy chục mét, thậm chí còn liền hướng chung quanh lan truyền. Lôi đài này nhưng mà lợi dụng linh khí chế tạo, nhưng ở cái này nọc độc trước mặt, nhưng giống như là mộc đầu vậy nhanh chóng bị ăn mòn. Tính ăn mòn quá mức đáng sợ. Cái này nọc độc không thể trong. Một khi chúng, kim thân sợ rằng cũng không chịu nổi. Diệp Thần nhanh chóng né tránh, tránh được mấy đoàn nọc độc, lôi đài sau đó đổi được gồ ghề. Hắn một cái quyền trong Phật Quốc đánh ra, đánh được máu bởi vì mãng miếng vảy khảng thương vang dội, chính giữa mất đi lực làm được máu bởi vì mãng hư hóa mấy phần.
dẫu sao là lấy huyết mạch lực ngưng kết ra được. Vậy chiếm cứ bộ phận sinh mạng lực, chỉ cần sinh mạng lực bị tiêu hao, hư ảnh tự nhiên tán loạn. Rào 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 rào. Màu máu long mãng roi từ Diệp Thần đỉnh đầu vạch qua, màu máu văn lộ miếng vảy hết sức dữ tợn, theo đạo đạo không bạo tiếng, rơi vào lôi đài ngoài ra một nơi, đánh được hòn đá phân bay. Lạc Phổ lại lần nữa có giúp màu máu long mãng roi công kích, cơ hồ lấy càn quét khuynh hướng, điên cuồng công kích Diệp Thần, nhưng là liền vạt áo cũng không đụng tới. Nàng hai tay quanh quần đạo đạo màu máu hơi thở, sừng sững vẩy ra một phiến xương máu, nếu như trăm ngàn con huyết xà di động vậy, đặc biệt khủng bố, mỗi một con huyết xà sợ rằng đều có trong nháy mắt giết đế tôn cảnh 5-6 tầng ngày uy năng, đồng thời công về phía Diệp Thần. Hai con rắn độc mệt không chết ngươi. Tốt lắm, trăm ngàn con rắn độc một khối, ta xem ngươi Diệp Thần chạy tới đó. Tốc độ nhanh thì như thế nào? Bị ta giới hạn ở lôi đài bên trong, ta ngược lại là phải xem ngươi khí huyết, có thể chống đỡ ngươi bao lâu. Bình bịch bịch, rắc rắc, bót sát, đạo đạo tiếng vỡ vụn truyền ra. Rắn hơn, không đại biểu nhất định có thể thắng. Đổi thành những người khác, có lẽ ngươi có thể thắng. Nhưng đối với lên ta, ngươi không được. Diệp Thần một cước đạp bể mười mấy con huyết xà, khí huyết phóng lên cao, toàn thân trần trụi kim hóa, nếu như chiến thần vậy, trở tay một đao trẻ ở máu bởi vì mãng bụng rắn lên, nổ lên vô số đao cương, răng khắp nơi ra, cuốn lấy máu bởi vì mãng. Hắn thừa thế nhảy lên, trưởng chỉ nhọn lưu truyền một phiến sấm sét, ngạc nhiên ra chỉ ở Chu Diệt trên đao, một cái đao cương chém ra, ngay lập tức gian làm được Lạc Phổ ảm đạm thất sắc, lôi đài lay động, máu bởi vì mãng bị đao cương chém eo, to lớn đầu rắn rơi vào trên lôi đài, khạc lưỡi rắn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một cước đạp thành phấn vụn. Phốc! Diệp Thần, người tên khốn này! Lạc Phổ trào máu, thân hình bạo lui vài mét, sắc mặt ảm đạm. Máu bởi vì mãng cùng nàng huyết mạch tương liên, chính là nàng huyết mạch lực rõ ràng nhất phơi bày, hiện nay bị đánh bể, trực tiếp gặp bị thương nặng. Ta còn chưa tin. Ta nửa bước nhập thần cảnh, còn không cách nào chu diệt một mình ngươi đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Hôm nay chính là liều mạng, phá hủy căn cơ, ta cũng muốn tiêu diệt ngươi. Lạc Phổ trên mình bộc phát ra một phiến khí huyết chi biển, trùng điệp hơn nửa lôi đài, đỏ đen hai cổ tinh khí quanh quẩn ra. Rơi vào máu bởi vì mãng đuôi rắn lên, nháy mắt tức thì đem khôi phục như lúc ban đầu, phối hợp khí huyết chi biển, nếu như một khối thương khung xây đè xuống. Khí huyết chi biển hóa thành mây máu, mưa máu nếu như mưa mảnh vậy dày đặc, rủ xuống, hóa thành từng cái màu máu. Dày đặc mà khổng lồ, gần như rậm rạp chẳng chịt huyết xà, xem được mọi người chung quanh hoảng sợ. Thật là ghê tởm à! Rắn này, Diệp Lạc Nhi cố nén không ói. Nhưng cũng không dám xem vậy rậm rạp chẳng chịt huyết xà, suy tư nói, huyết linh tộc người phương thức tác chiến và chúng ta không giống nhau à? Đích xác không giống nhau. Hàn Vân chân mày hơi nhíu lại, nói chúng ta là trực tiếp so đấu đạo lực, đại đạo hình thức ban đầu, hoặc là khí huyết, thân xác. Hắn thấy được Diệp Thần lại lần nữa thi triển ra kiếm môn hiển hóa, liền nói, huyết linh tộc chủ yếu là lấy huyết mạch tác chiến, lấy huyết mạch phi tôn. Mạnh mẽ huyết mạch thậm chí có thể hóa ra thiên bách hình thể, cũng giống như huyết xà vậy. Nếu là ở những địa phương khác tác chiến, cái này Lạc Phổ căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng ở trên lôi đài. Diệp Lăng Thiên, Bách Chiến các người nghe được Hàn Vân mà nói, vậy âm thầm than thở một tiếng. Ở trên lôi đài, không gian bị hạn chế, chính là như vậy trăm mét ngồi trăm mét lôi đài, hạn định liền không gian. Mà đây Lạc Phổ lại hóa hình ra hai con cự mãng và trăm ngàn con huyết xà, gần như chiếm cứ lôi đài hơn phân nửa không gian, hiển nhiên là đang ép Diệp Thần quyết chiến. Hết lần này tới lần khác những thứ này hóa hình đi ra ngoài rắn, độc tính còn đặc biệt mạnh, không thể bị đánh trúng, nếu không liền muốn bị thương nặng. Điện chủ lần này, không tốt đối phó. Huống chi, đối phó vẫn là nửa bước nhập thần cảnh. Vì sao là nửa bước nhập thần cảnh? Thân xác đã bắt đầu biến chất, chỉ là không có hoàn toàn biến chất. Hạng nhân vật này đã mạnh ra đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh gấp mấy lần, có thể nói chuẩn thần cấp cường giả khác. Ha ha ha, lần này Diệp Thần hẳn phải chết. Không sai, tuyệt đối hẳn phải chết, nhất định chết. Vương gia gia chủ và Tần gia gia chủ hơi lấy hơi, buông lỏng một ít.
Diệp thần nếu là không chết, mình các người nhưng mà bắt hắn Quang Minh Điện rất nhiều đệ tử, cuối cùng chỉ sợ cũng không trốn thoát Diệp thần thanh toán. Diệp thần đối với phản đồ xử lý, trình độ nhất định và huyết linh tộc không kém nhiều ít. Loạn Thương Môn và Thiên Hải Tông, Lăng Hải Tông những tông phái này tông môn, trưởng môn đợi một chút, rối rít dài hô một hơi. Diệp thần tên xúc sinh này, năm đó tàn sát phái ta đệ tử chân truyền và đạo truyền đệ tử, chính là tội không thể tha thứ. Loạn Thương Môn môn chủ từ từ nói, sớm chết rồi, tên ma đầu này, lần này bất tử, lão phu liền thể không làm người. Không sai, tốt nhất là chết được vô cùng thê thảm, phương rõ ràng chúng ta mối hận trong lòng. Thiên Hải Tông tông chủ chặt chẽ siết quả đấm, điên cuồng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, được được được, Diệp thần kiếm khí sắp không ngăn được huyết xả tấn công, tốt, lần này hắn nhất định được chết. Ta tám phái chân truyền, đạo truyền đệ tử. Tất cả chết tại Diệp thần trong tay. Diệp thần tên ma đầu này mệnh, rốt cuộc phải bị huyết linh tộc tiền bối lấy đi. Trên lôi đài, huyết xà liều mạng công kích Diệp thần. Diệp thần một bên né tránh, một bên điều khiển trước ngực kiếm môn dấu vết, thả ra kiếm khí ngăn cản huyết xà công kích. Không được, không thể lại né tránh đi xuống, nếu không ta sớm muộn sẽ bị nàng kéo chết. Phòng ngự của nàng không được, nhất kích đánh chết nàng. Một khắc sau, Diệp thần rút lui đi kiếm môn, kim thân hoàn toàn hiển hóa ra, cả người phơi bày màu xích kim, khí huyết bộc phát ra. Trong tay Chu Diệt đao khí huyết tăng phúc và màu tím thánh mạch vậy giống vậy bộc phát ra, khí huyết đã tới một cái đỉnh cấp, tùy ý di động cũng có thể đem lôi đài đạp ra trong cái hố sâu. Hắn lưu chuyển Chu Diệt đao, trên chuôi đao ngày tháng dấu vết bay ra, ngày tháng chém không. Ngày tháng chém không. Chu Diệt đao từ mang đao pháp, dẫu sao là tiên khí sẽ từ mang một ít đặc thù võ công, thời khắc nguy cơ liền ví dụ như khí huyết, hoặc là chân khí mà thúc dục phát. Diệp thần rót vào mình khí huyết và chân khí, dựng thân tại trên lôi đài, phảng phất là chiến thần đứng ở giữa thiên địa vậy, tóc đen loạn vũ, kim quang tràn ra, thật giống như từ viễn cổ đi tới kim thân chiến thần. Hô hô, hô, ngày dấu vết hóa thành một đầu thương long, long ngâm chín tầng trời, toát ra một cổ nóng bỏng sáng bóng, xua tan mây máu. Tháng dấu vết hóa thành một đầu phượng hoàng, phượng hót cửu u, rơi xuống hạ đạo đạo thanh huy. Xóa bỏ trăm ngàn con huyết xà, sáng bóng trào ra trên lôi đài hạ. Ngày tháng dấu vết hợp bích. Long phượng trình tường, giống như hạo tháng trên không, hai đầu thần thú quyết liên giết ra, hào hùng khí huyết đem lôi đài quanh quẩn, thương long hư ảnh đụng nát máu bởi vì mãng, phượng hoàng hư ảnh đánh bay màu máu long mãng roi, rồi sau đó mỗi người hướng chừng bay đi, thân thể bắn nhanh ăn gian trăm đạo đao khí, lẫn nhau bây giờ, phong tỏa ở lôi đài. Diệp thần cầm Chu Diệt đao giết ra, chảm phá Lạc Phổ hết thảy phòng ngự, một đao trẻ trong Lạc Phổ bả vai. Phốc, máu tươi tung tóe. Lạc Phổ nhợt nhạt trong con ngươi, tràn đầy không thể tin thần sắc, tựa hồ đều quên bả vai vết đao đau đớn. Cấp 2 tiên khí, làm sao sẽ? Tại sao? Không có tại sao, bởi vì ta khí huyết so ngươi mạnh. Diệp thần tay trái co rúm, lòng bàn tay nứt ra sáng chói chói mắt sấm sét bao phủ ở Lạc Phổ. Màu tím lôi quang, màu trắng lôi quang, màu đỏ lôi quang đợi một chút, bạo tránh cái không ngừng. Bình bịch bịch, oanh oanh oanh, đạo đạo tiếng nổ truyền ra. Một đạo màu máu bóng người từ trong nổ bay ra ngoài, cút rơi trên mặt đất, từ từ muốn chết. Là Lạc Phổ, quần áo lam lũ, vết thương chồng chất, kinh mạch tắc nứt từng khúc nứt ra, đã bị thương nặng. 100% công lực, chí ít bị đánh rớt chín thành. Vị này nửa bước nhập thần cảnh cường giả, thật may thân xác bắt đầu biến chất, nếu không đối mặt một kích này, đã sớm chết không toàn thây. Ngươi khí huyết, tại sao, như thế mạnh, Lạc Phổ nằm ở trên lôi đài, không thể tin nhìn Diệp thần, ngươi không phải đạo nguyên cảnh thất tầng thiên à. Thân xác như thế mạnh, khí huyết cũng như vậy mạnh, tại sao? Tại sao? Đây là vì cái gì? Ta cho dù ở huyết linh tộc địa vị thấp hèn. Nhưng cũng tốt ngạt là cao võ vị diện à. Ta ở cao võ vị diện địa vị thấp hèn có thể tiếp thụ. Nhưng là tại sao tới đến Côn Lôn hư như thế cái rác dưới vị diện, ta cũng sẽ bị đánh bể. Tại sao? Ta không hiểu. Ta nói qua, không có tại sao. Muốn hỏi, chỉ có thể nói ngươi sư phụ quá rác dưới. Diệp thần tiến lên,
một đao chặt đứt Lạc Phổ cổ, phai mờ linh hồn. Hắn cũng không có thương hương tiếc ngọc lòng, cái này Lạc Phổ trên mình sát khí nồng như vậy mãnh liệt, chỉ ít giết không dưới mấy chục ngàn người, cũng là nữ ma đầu một cái, diệt tốt hơn. Chợt, một khắc sau, Diệp Thần mở ra đao khí phong tỏa. Hắn tóc đen loạn vũ, tư thế oai hùng bộc phát, lôi quang quanh quẩn quanh thân, giống như là lôi quang chiến thần vậy, ngưng mắt nhìn Ngụy Vô Thành, nói, huyết linh tộc lão già kia, ngươi còn dám phái người xuống sao? Các ngươi huyết linh tộc đệ tử, chính là như thế phế vật à? Ta xem liền người Côn Lôn hư, cũng không bằng. Nói xong, hắn một cước đá bay Lạc Phổ thi thể ở giữa không trung vỡ ra, hóa thành đạo đạo mảnh vỡ phân bay. Một màn này, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Nửa bước nhập thần cảnh à. Tám lưu huyết mạch Lạc Phổ à. Chết. Chết trận ở Diệp Thần thủ hạ, trước sau khai chiến bất quá 10 phút à. Diệp Thần liền xong thành nghịch tập, hơn nữa giết ngược Lạc Phổ. Đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, nghịch thiên đánh chết nửa bước nhập thần cảnh, chiến tích như vậy, đều có thể tái nhập sử sách, thành tựu đời sau thanh niên đồng lứa mẫu mực. Cái này quá mạnh mẽ. Tần gia gia chủ ảm đạm bụng mặt gò má, liền liền than thở. Vương gia gia chủ, Loạn Thương môn môn chủ đợi một chút đều là tập thể thất thanh, từ không nghĩ tới qua, Diệp Thần đã đến trình độ như vậy. Nhưng vẫn không có tác dụng. Diệp Thần vẫn là sẽ chết ở Ngụy trưởng lão thủ hạ. Chỉ là Ngụy trưởng lão lửa giận, tận lực phát ở Diệp Thần trên mình, đừng tới xèn xoẹt chúng ta. Ngụy trưởng lão bàn tay lại lần nữa vỗ vào trên tay vịn, lực lượng cực mạnh, đã sớm làm vỡ nát ghế ngồi, chỉ là khí huyết bao quanh ghế ngồi không có tán loạn mà thôi. Hắn bình tĩnh trên gương mặt, đã tràn đầy tức giận, ánh mắt lạnh như băng rơi vào một cái khác huyết y thanh niên trên mình, nói, ngươi là nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Đi, cho ta đánh chết Diệp Thần, nếu không, bổn trưởng lão đập chết ngươi. Ngụy Vô Thành đã điên rồi. Hắn mặc dù muốn tự mình chu diệt Diệp Thần, nhưng là dưới con mắt mọi người, hắn một cái cao cấp cường giả dễ như trở bàn tay chu diệt một con kiến hôi, chỉ sẽ để cho huyết linh tộc bị những thứ này rác dưới coi thường. Đây không phải là Côn Lôn hư vào huyết linh tộc ân oán, mà là trẻ tuổi đồng lứa tranh phong. Thanh niên kia ôm quyền khom người tỏ ý Ngụy Vô Thành sau đó, liền đi về trước bước ra một bước, thân hình nếu như lóa mắt quang vậy, ngay lập tức gian đi tới trên lôi đài. Hắn tên là Trần Bình, mặc dù tên chữ phổ thông, nhưng thực lực nhưng không bình thường. Nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Cường giả như vậy, đã có thể ở Côn Lôn hư phong thần. Chung quanh rất nhiều gia chủ cũng coi là thở hổn hển, nhập thần cảnh cường giả ra tay. Diệp Thần hẳn phải chết. Lần này không còn chút nào nữa chạy thoát thân cơ hội có thể nói. Cho dù Hàn Vân các người đồng loạt ra tay. Vậy sẽ cùng chung chết tại đây vị huyết linh tộc thiên kiêu trên tay, trong lòng họa lớn, cuối cùng là có thể ổn định. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo sáng chói kiếm khí bao quanh một chuôi bảo kiếm bay ra, đạo đạo bay tiên lực tràn ra, cách thật xa đều đưa trưởng môn các phái kinh được hoảng sợ. Là một chuôi cấp 4 tiên khí. Tiên kiếm dài 3 thước 2 tấc, chiều rộng 1 tấc, khá là nhỏ dài, thân kiếm một mặt khắc họa trời trăng sao. Một mặt khắc họa vạn nhận sơn đỉnh, rủ xuống hạ đạo đạo tiên nguyên kiếm khí, đem đất mặt vặn được tấc tấc rạn nứt, còn có một cái tiên kiếm chi đạo hiển hóa ra, dài đến 100 mét, lưu chuyển vô cùng ý định giết người. Kiếm này, tên là giết quỷ kiếm. Dùng kiếm này giết ngươi, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Trần Bình cầm long ra bao quanh chuôi kiếm, từng cổ một tiên nguyên lực hối vào bên trong cơ thể, tràn đầy toàn thân. Hắn thân xác đã khôi phục màu đỏ như máu, trải qua một lần kim thân lột xác, bất ngờ đã là phách thể kỳ 7-8 cấp cường giả, như vậy thân xác cường độ, nhàn nhạt bây giờ tản mát ra hơi thở, cũng đã vượt qua Diệp Thần đỉnh cấp khí huyết. Hắn khua kiếm chỉ Diệp Thần, nói, vốn là muốn dùng ngươi rèn luyện một ít sư đệ sư muội. Không nghĩ tới, ngươi nhưng là dám động thủ, giết Trần Bằng và Lạc Phổ. Đã như vậy, ngươi có thực lực. Có thể không cần tiếp nhận cực hình, muốn mấy chiêu bên trong chết, nói đi. Ta có thể tác thành ngươi. Ta là nhập thần cảnh võ giả, chư thiên cuồn cuộn. Tát đế tôn cảnh còn đều là vẫy tay có thể liền, chu diệt một mình ngươi đạo nguyên cảnh, lại là dễ như trở bàn tay.
bất quá xem ở ngươi có chút rất nhiều thực lực, thiên phú không tệ dưới tình huống, để cho ngươi tự lựa chọn, nhiều ít chiêu sau chết. Coi như là ngươi cho vinh dự. Muốn giết ta, ngươi còn không được. Nhập thần cảnh, tốt, ngày hôm nay ta liền muốn xem nhập thần cảnh chiến lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Thần khí huyết bọc lại Chu Diệt đao, thần đao tản mát ra một cổ nhàn nhạt khí huyết, giống như cương khí vậy bao quanh thân đao, cấp 2 tiên khí tất nhiên không địch lại cấp 4 tiên khí, là phòng ngừa tiên khí vỡ nhỏ, được dùng khí huyết bọc lại. Lần đầu tiên, đối chiến nhập thần cảnh võ giả. Có mong đợi, cũng có hưng phấn. Diệp Thần ngược lại là phải xem, mình và nhập thần cảnh võ giả bây giờ, rốt cuộc có cái gì chênh lệch. Hoặc là nói, nhập thần cảnh nhất tầng thiên vậy không coi vào đâu. Một khắc sau, Diệp Thần thân hình hơi tiến về phía trước, lại như chùm ánh sáng vậy bay vút ra, sắp tới trình độ cao nhất, Chu Diệt đao điên cuồng chém vào giết quỷ kiếm trên thân kiếm, tuôn ra liên tiếp chuỗi sáng chói tia lửa, nhưng là chỉ có thể hơi dung chuyển Trần Bình một hai. Người khí huyết, không được. Ở nửa bước nhập thần cảnh trong, còn là cường giả đỉnh phong. Nhưng là nhập thần cảnh và nửa bước nhập thần cảnh giữa chênh lệch, không phải ngươi có thể bù đắp. Trần Bình khí huyết sừng sững bộc phát ra, trên bầu trời hóa ra một phiến nghìn mét mây máu, tí ti mưa máu thỏng xuống, mỗi một giọt mưa máu đều có mắt nhìn xuống khả năng. Cánh tay hắn chấn động một cái, bước lui Diệp Thần, một tay cầm kiếm, cánh tay quanh quẩn ra sáng chói ánh sáng rực rỡ, theo thân kiếm bay ra, hóa thành đủ mọi màu sắc kiếm khí. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Đạo đạo sáng chói kiếm khí, phá vỡ bầu trời đêm, tiếp ngay cả công kích ở Diệp Thần trên mình. Thân xác mơ hồ run rẩy, sắp băng liệt. Không được. Hắn khí huyết quá mạnh mẽ, đơn thuần công kích, có thể nghiền ép ta. Được dùng mất đi lực. Diệp Thần vội vàng biến hóa phương thức công kích, tay phải hội tụ hơn nửa khí huyết tại Chu Diệt đao trên mình, sừng sững dẫn động ngày tháng dấu vết. Vạch ra thương long tại phượng hoàng biến dạng thương khung giết ra, tay trái nắm quyền, đột nhiên tiếp tục mất đi lực. Hống hống, minh minh, long phượng tiếng phá trời, một rồng một con phượng hư ảnh chĩa vào mưa máu công kích, thẳng xông về Trần Bình. Trần Bình lưu chuyển thân kiếm, mũi kiếm bắn ra sáng chói kiếm khí, giống như thác nước vậy dày đặc cường thịnh, tiếp ngay cả công kích ở long phượng thần thú trên mình. Hắn không có áp lực chút nào, nói, giết ngươi. Thật là quá đơn giản. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất à. Phát ra một kích này, ngươi đình trệ xuống, khí huyết kịch liệt giảm bớt đi. Nhật Nguyệt phá không đao ấn, tựa hồ chuôi này đao là ta huyết linh tộc ban cho yêu tộc. Nếu ngươi lấy được rồi, lại dùng này đao giết Lạc Phổ và Trần Bằng, ta liền ban cho ngươi vừa chết. Côn Lôn hư tuyệt đại thiên kiêu. Thật là không tệ, nhưng ngày hôm nay phải bỏ mạng ở trên tay ta. Ta muốn cho hắn biết được, cái gì là nhập thần cảnh, cái gì gọi là thần cảnh võ giả không thể xúc phạm. Giết Diệp Thần, thật là so giết gà cũng đơn giản hơn. Vậy à, phải ban cho ta vừa chết, vậy ta trước ban cho ngươi vừa chết. Ngay lập tức gian, Diệp Thần đi tới Trần Bằng sau lưng, tay trái một đạo quyền trong Phật Quốc đánh ra, vạn đạo mất đi lực ăn mòn Trần Bằng toàn thân. À, Diệp Thần, người xúc sinh này. Cái này, là mất đi lực. Trần Bằng khó mà phản kháng, giờ phút này toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, sinh mệnh lực đang kịch liệt tiêu hao, nồng đậm tóc đen dần dần thưa thớt, thậm chí sinh ra từng tia tóc trắng, không bao lâu chỉ cần tóc đổi là trắng phao, vậy vạn năm thọ nguyên chính là toàn bộ tiêu đã tiêu hao hết. Ngươi xúc sinh này, dám can đảm. Ngươi, trong tay hắn giết quỷ kiếm vẫn linh tính rơi xuống đi xuống, ngay sau đó toàn thân run rẩy. Thọ nguyên lấy mỗi giây ngàn năm đang tiêu hao. Không, không, không được. Ta thọ nguyên không thể tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa, ta liền không cách nào đánh vào nhị tầng thiên. Chỉ có thể vận dụng huyết mạch căn cơ. Diệp Thần, là ngươi ép ta. Ta huyết mạch lực không thể tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng liền sẽ tổn thương căn cơ, nhưng không cần liền sẽ bị ngươi sống dây dưa chết. Cửu anh huyết mạch. Mở. Trần Bằng quát lên một tiếng lớn, trong thoáng chốc nếu như thất thần vậy, thân hình run lên, sau lưng sau đó hiện ra 9 cái đầu, 18 chỉ màu máu con ngươi đồng thời mở ra, một cổ chấn động thiên cổ khí huyết hoàn toàn bùng nổ, nếu như Uông Dương vậy đem Diệp Thần tung bay ra ngoài. Hắn cả người run rẩy đứng,
trên mình kinh mạch đang nhanh chóng gãy lìa. Rất nhanh, không tới 3 giây. 9 cái đầu rời thân thể, vị ở sau lưng tạo thành một tôn 3 trượng lớn nhỏ cửu âm hư ảnh, thậm chí dần dần ngưng tụ, tựa như giống như là thượng cổ đại yêu cửu anh dáng thế vậy, lạnh như băng quyết nhiên sát ý phân bố quảng trường thiên tuyệt, tựa như tất cả mọi người đều bị viễn cổ cự yêu nhìn chăm chú vào, không khỏi được sợ hãi. Diệp thần, ta vốn là muốn ban cho ngươi vừa chết. Nhưng cái này là ngươi ép ta, tế ta vận dụng huyết mạch lực, để cho ta căn cơ bị tổn thương, không có ngàn năm, căn bản không khôi phục được. Bây giờ, ngươi muốn chết, ta cũng không cho phép. Trần Bằng cuồng loạn giống giận, từng bước một đi về trước bước vào, mỗi đi về trước một bước cửu anh cự yêu liền mạnh hơn ngưng tụ một ít. Thượng cổ đại yêu cửu anh huyết mạch, quả thực muốn so với Thiên Bằng huyết mạch mạnh mẽ được hơn. Xem hơi thở, chỉ ít cường đại gấp 2 gấp 3 chi hơn, kém cõi nhất chắc cũng là 7 chảy máu mạch, thậm chí có thể thoát ly hạ tam lưu huyết mạch, là trong tam lưu, vậy ở huyết linh tộc trong địa vị cũng không kém đi nơi nào. Năm trượng lớn nhỏ cửu anh, trên mình sát một tầng màu đỏ thẫm miếng vảy, nhìn thật kỹ, còn có chút giống như là nước Nhật tín ngưỡng bát kỳ đại xà. Chỉ là bát kỳ đại xà cho cửu anh quỳ xuống cũng không đủ tư cách. Hoặc là nói, cửu anh hư ảnh càng giống như là có 9 cái đầu viêm long. Diệp thần à Diệp thần! Ngươi thật là tự tìm cái chết! Trần Bình chậm rãi đi ra, quanh thân quanh quẩn màu đỏ thấm khí huyết, đem hắn bọc giống như là xích long hậu duệ vậy. Hắn khẽ nâng lên tay, sau lưng cửu anh hư ảnh liền bộc phát ra một cổ cực hạn khí huyết hóa thành một con dơ lên trời tay khổng lồ đem mất đi lực đánh vỡ, càng đem vòng trong Phật quốc đánh cho thành mảnh vỡ, không có gì sánh kịp lực lượng, khiếp sợ bốn chỗ. Giờ phút này, hắn tản mát ra màu đỏ nhạt sáng bóng, liền xem một tôn ma thần. Có tuyệt đối cường đại lực lượng. Có tuyệt đối cường đại huyết mạch. Đây cũng là nội tình. Nghiền ép hạ võ vị diện nội tình. Phịch. Trần Bình tiện tay một chưởng đánh bay Diệp thần, giống như là vỗ đứa bé vậy. Trong thoáng chốc, hắn quanh thân màu đỏ thấm khí huyết lao ra, vô cùng đậm đà, đồng thời lóe ra đỏ tươi sáng bóng, đem hắn tay trái trần trụi hóa phóng đại trên dưới 100 lần, nếu như một cái người khổng lồ bàn tay vậy, nhưng là dịch thấu trong suốt, nếu như máu loãng tinh tạo thành bàn tay đánh xuống, đem Diệp thần qua lại quất bay. Bịch bịch. Phịch. Diệp thần thân thể phân bay ở bốn phía lôi đài, mỗi lần rơi xuống đất đều đưa mặt đất đập ra một cái hố to. Đến nay mới ngưng, trăm thước cao lôi đài rất miễn cưỡng là bị đánh rất 20 mét, biến thành 70 gạo lôi đài, thậm chí còn đang không ngừng đi xuống. Theo Diệp thần thân thể loạn bay, trong cái hố sâu là một cái thêm một cái, tựa hồ lôi đài cao độ giảm nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này, nhập thần cảnh tầng trời một Trần Bình. Chí ít bộc phát ra nhập thần cảnh 2 tam tầng thiên chiến lực, huyết mạch lực, quả nhiên rất phi phàm. Trần Bình chỉ riêng dùng màu máu bàn tay, liền đánh được Diệp thần không có chút nào lực phản kích, đồng thời hắn hai con ngươi màu máu vậy càng thêm thâm thúy, tựa hồ là vận dụng huyết mạch lực, căn cơ bị tổn thương dần dần nghiêm trọng. Hắn không ngừng công kích Diệp thần, nhưng là nhíu mày tới, thân xác như thế mạnh. Người luyện thể, lại còn không có chết. Ta ngược lại là phải xem, người thân xác có thể chịu đựng ta bao nhiêu lần đả kích. Đáng chết con kiến hôi, hạ võ vị diện rác dưới. Lại khó chịu chút đánh chết hắn, ta căn cơ liền muốn hoàn toàn bị tổn thương, liền là muốn khôi phục, đều đưa vô cùng khó khăn. Trần Bình trên người cửu anh huyết mạch, mặc dù là năm chảy máu mạch, là tại chỗ huyết linh tộc người trong huyết mạch cao quý nhất một vị. Nhưng chỉ là không lành lặn huyết mạch, nói cách khác. Huyết mạch không hoàn chỉnh, tồn tại rất lớn thiếu sót, vậy đưa đến hắn 20 hơn tuổi, vẫn còn ở nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Nếu không, đổi thành những thứ khác có nam lưu huyết mạch huyết linh tộc người, ở hắn cái tuổi này, tu vi kém cõi nhất đều là nhập thần cảnh tầng 7 tầng 8 thiên. Mà đây chút đưa đến hắn rất khó vận dụng chân chính huyết mạch lực lượng. Một khi vận dụng liền sẽ làm tổn hại căn cơ, thậm chí thời gian một dài còn sẽ đối với kinh mạch toàn thân. Xương cốt cùng với linh hồn sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được tổn thương, không tới 1-2.000 năm, thậm chí không thể khôi phục, nhưng 1-2.000 qua sang năm, những người khác đều là thần vương cảnh, thậm chí hỗn nguyên cảnh, nhưng hắn còn chỉ là nhập thần cảnh nhất tầng thiên. Cộng thêm lên mất đi lực, bọc lại hắn chỉ ít 5 giây. 5 giây, ý nghĩa cắn nuốt hắn 5.000 năm tuổi thọ.
Nhập thần cảnh võ giả, 30.000 năm tuổi thọ, cũng đã tiêu hao 1/6. Cho nên, bây giờ Trần Bình đã đem toàn bộ lực lượng hội tụ nơi cánh tay trong, không ngừng đánh Diệp Thần, hết sức cố gắng tránh vận dụng tay chân những bộ phận khác, để tránh tạo thành lớn hơn tổn thương. Bịch bịch, phịch, đi đôi với đạo đạo tiếng nổ, cùng với Diệp Thần thân thể khắp nơi bay loạn tình huống. Chung quanh xem cuộc chiến quần chúng, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần tên ma đầu này, cuối cùng là phải bị đánh chết. Diệp Thần, ngươi cho dù vượt cấp năng lực cực mạnh thì như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể bước vào thiên nhân ly biệt à? Nhập thần cảnh võ giả. Căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Để tránh sau này, tới phiên ngươi tìm chúng ta phiền toái. Điện chủ. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên gần như kêu gào nhìn về phía Diệp Thần, hốc mắt ướt át, quả đấm cầm chặt, cả người run rẩy nói, Hàn lão tổ, chúng ta ra tay đi. Dù là đánh một trận cũng tốt à. Hàn lão tổ, Diệp Lạc Nhi vậy tiến lên, vội vàng nói, ra tay đi. Nàng lau chùi nước mắt, gấp gáp nói, thông báo ngoài ra Diệp gia lão tổ và những thứ khác 12 phái lão tổ, ra tay đi. Giống như các ngươi trước thảo luận như nhau. Các ngươi ba vị lão tổ và 12 phái lão tổ, phụ trách đối phó Ngụy trưởng lão. Bách chiến trưởng lão và thanh kiếm trưởng lão, đối phó ngoài ra ba người. Mau động thủ đi, Diệp Lạc Nhi gấp mang mưa lê hoa, hít thở sâu ngừng nước mắt nói, động thủ à, không động thủ nữa, chủ nhân muốn. Bách chiến trưởng lão vậy thâm tình nóng này. Ai nấy đều thấy được, Diệp Thần đã muốn không chịu nổi, gần như là bị nghiền đánh bẹp. Nếu không phải thân xác mạnh mẽ, sợ rằng giờ phút này đã sớm bị đánh bạo kim thân, lại đánh bạo kim cốt, hoàn toàn tử trận à. Hiện đang xuất thủ, mọi người còn có sức đánh một trận à. Không, lại đợi một chút. Hàn Vân ánh mắt bén nhạy, thâm thúy trong con người tựa hồ nhìn ra cái gì. Hắn đưa tay tỏ ý mọi người dừng lại, truyền âm nói, Diệp Điện Chủ, còn không có dễ dàng như vậy tử trận. Ta nhìn ra được. Diệp Điện Chủ căn nguyên vẫn còn ở, chỉ là thân xác bị áp chế, trong thời gian ngắn, không có việc gì. Lời này một nơi, Diệp Lăng Thiên và Diệp Lạc Nhi, đành phải tạm thời dừng lại. Các trưởng lão khác, bao gồm Thiên Văn, Phượng Hoàng trưởng lão đợi một chút, thậm chí còn chính giữa một vị cửu anh bản thể yêu thú trưởng lão, cũng dừng bước lại. Vị kia cửu anh trưởng lão là chân chân chính chính cửu anh, chỉ là thực lực ở Côn Lôn hư coi như thượng cổ đại yêu một cấp bậc. Có thể đối mặt huyết linh tộc, thì căn bản không đủ xem, nhưng vậy thông hiểu cửu anh căn nguyên, liền nói, hắn cửu anh huyết mạch, có vấn đề. Cho ta cảm giác là không lành lặn. Cửu anh có 9 đầu, ý nghĩa 9 cổ bất đồng lực lượng. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ điên quang ám. Hắn lực lượng không tinh thuần cửu anh trưởng lão ngăn lại mọi người, hóa hình người trung niên mạc dạng, nói cùng vương chủ luật lệ, vương chủ để cho chúng ta lên, chúng ta lại lên. Chớ cắt đứt vương chủ tác chiến. Vương chủ, chí cao vô thượng vương chủ, sẽ không như thế dễ dàng bại. Huyết linh tộc người có nội tình, có lá bài tẩy, chẳng lẽ chúng ta vô thượng vương chủ, còn không có lá bài tẩy mà. Mọi người nghe nói như vậy, thấp thỏm trong lòng vậy dần dần thở bình thường lại. Diệp Thần hư vương cảnh có thể đồ sát đế tôn cảnh bát tầng thiên, sao sẽ không có chút nội tình. Chỉ là, nội tình và lá bài tẩy, vì sao còn không dùng? Trên lôi đài gió bão nổi lên bốn phía, Diệp Thần vết thương chồng chất, tựa như sắp tan vỡ. Nhưng mà, trên khán đài Ngụy trưởng lão nhưng là nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, muốn nói muốn chỉ. Ngụy trưởng lão ngưng mắt nhìn Trần Bình sau lưng cửu anh hư ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên là cửu anh huyết mạch. Thằng nhóc này, ẩn núp rất sâu. Lần này, thắt cổ Diệp Thần tên xúc sinh này sau đó, có lẽ trở về, ta có thể cho hắn khôi phục. Năm lưu tầng thứ cửu anh huyết mạch, đã không kém. Có lẽ khôi phục sau này lại cho hắn một ít tài nguyên, có thể để cho hắn vào tới nhập thần cảnh tầng 4 tầng 5 trời, bên trong cửa đệ tử thi đấu, hắn có thể bắt được trước 10. Cứ như vậy, đệ tử của lão phu lấy được trước 10, lão phu cũng có thể lấy được không ít tư nguyên. Huyết linh tộc trưởng lão tài nguyên phân phối. Ngược lại là và Côn Lôn hư không giống nhau. Đều là do đệ tử thi đấu, lấy dậy nên đệ tử lấy được hạng, tới phân phối trưởng lão tài nguyên, ưu thắng liệt thái,
dạy dỗ ra đệ tử giỏi trưởng lão, đạt được tài nguyên vậy hơn, đồng thời mình thực lực vậy sẽ có được tăng lên. So sánh với Côn Lôn Hư, đệ tử thi đấu liền đệ tử thi đấu, căn bản không cùng trưởng lão đạt được môn phái tài nguyên làm bất kỳ câu liền. Rất dễ dàng xuất hiện thủ tịch trưởng lão đệ tử, còn dám không qua một cái đệ tử bình thường tình cảnh. Như vậy, Ngụy trưởng lão đối với Trần Bình, đã dậy rồi tài bồi ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.